Một anh chàng cảnh sát hình sự ngày đầu tiên đi làm đã gặp phải một vụ án bem người. Sau khi nhìn thấy thảm trạng của nạn nhân, Vệ Quốc Bình không có bất cứ kinh nghiệm nào, nhất thời không biết phải làm sao. Thông qua pháp y giám định, trước khi hẹo nạn nhân đã bị hung thủ hấp diêm nhiều lần. Cuối cùng tàn nhẫn dùng dao kết thúc sinh mạng của nạn nhân. Từ vị trí vết thương có thể xác định hung thủ thuận tay trái, vẫn là có chút bất đồng với vụ án trước. Sơn Hà và Vệ Quốc Bình là anh em chơi từ nhỏ đến lớn, bởi vì bình thường hai người làm việc chính trực ngay thẳng, thường bị đồng nghiệp trêu là song hùng phòng an ninh. Thực ra nguyên nhân chủ yếu là hai người đều không phải xuất thân chính quy. Để hai anh em có thể đứng vững trong cục cảnh sát, sư phụ lão Trần bắt đầu giúp họ phân tích kỹ tình tiết hai vụ án bem người này. Ông nói tuy mỗi lần gây án hung thủ đều chọn nơi hoang vu không người, nhưng đối tượng gây án đều là những nữ công nhân độc thân ở gần công xưởng, khiến ông không thể không nghĩ đến khu phế liệu ở phía nam công xưởng. Hình như hôm nay chính là ngày khởi công. Lúc này Sơn Hà lại ngắt lời ông, nói thẳng bình thường hung thủ đều sẽ chọn gây án vào trời mưa. Sau đó một tiếng sấm vang lên, bên ngoài quả thật đổ một cơn mưa lớn. Hai người nhận ra có gì không đúng liền lập tức mặc áo mưa và đi ủng vào, chuẩn bị đi tuần tra khu phế liệu phía nam, bởi vì đây có khả năng là thời gian hung thủ chọn để gây án nhất. Lúc này ở bên ngoài khu phế liệu có một cô gái đang dọn dẹp phế phẩm. Khi cô chuẩn bị rời đi, đột nhiên một tia sáng chiếu thẳng lên mặt cô. Sau tia sáng thình lình xuất hiện một người mặc đồ đen. Một bên khác, hai anh em ra khỏi cửa thì quyết định tách ra bắt đầu tuần tra hai phía, sau đó sẽ tụ họp ở giữa khu phế liệu. Lúc này Vệ Quốc Bình đột nhiên nghe thấy gần đó có tiếng hét của phụ nữ. Lúc này hung thủ đang chuẩn bị ra tay với cô. Vệ Quốc Bình nhận ra không ổn liền vội vàng quay người gọi Sơn Hà. Anh dùng đèn pin trong tay không ngừng soi về phía đối phương nhưng không nhận được bất cứ phản hồi nào của Sơn Hà. Thấy thời gian cấp bách, Vệ Quốc Bình quyết định một mình đi điều tra tình huống. Sau đó anh men theo tiếng hét cẩn thận đi dò xét. Anh chỉ có thể vô tình rút cánh tay ra chạy về phía hung thủ. Lúc này Sơn Hà đang đuổi theo, quả quyết ném đèn pin trong tay trúng đầu của hung thủ. Sơn Hà nhân lúc đó xông lên chuẩn bị bắt hắn, nhưng không ngờ đối phương quay lại động thủ với anh, sau đó nhanh chóng chạy xuống cầu thang. Vệ Quốc Bình táo bạo muốn chạy lên đuổi theo nhưng đột nhiên nghe được tiếng kêu của Sơn Hà, chỉ thấy trong tay của Sơn Hà đang không ngừng chảy tương ca. Sau đó hai mắt trợn trừng quỳ xuống đất, tay phải cương quyết chỉ về phía hung thủ chạy đi, như đang nói với Vệ Quốc Bình rằng cứ mặc kệ anh, hãy chạy theo hung thủ đi. Vệ Quốc Bình thấy vậy liền chạy qua đỡ lấy Sơn Hà, dùng tay giúp anh bịt lại vết thương trên cổ, gương mặt bất lực nhìn xung quanh không một bóng người. Lúc này Sơn Hà đã hoàn toàn đăng xuất khỏi trái đất. Anh là đội trưởng cảnh sát hình sự vô cùng có tiếng, nhưng lại bị một vụ án mà mất ngủ 8 năm. Một đêm mưa 8 năm trước, anh tận mắt nhìn thấy anh em của mình bị người ta sát hại mà hẹo thảm thương trước mặt mình. 8 năm trôi qua, vụ án này trở thành vụ án chưa được giải quyết. Chỉ cần có thời gian anh đều ngâm mình trong kho tài liệu sắp xếp vụ án này. Anh đều ghi nhớ hết những chi tiết phạm tội của hung thủ, bất cứ tình tiết nào liên quan đều không bỏ sót. Lần cuối hung thủ gây án là vào 4 năm trước, nạn nhân cũng bị mờ lem xong rồi mới mất mạng. Tuy tất cả tình tiết hung thủ gây án anh đều nắm trong lòng bàn tay nhưng ác quỷ này cứ như đã bốc hơi khỏi thế giới vậy. Dẫn đến nhiều năm trước anh đã bị suy nhược thần kinh, cứ tưởng mình đã ngủ rất lâu, kết quả nhìn đồng hồ thì chưa tới 10 phút, mà 10 phút này có lẽ vẫn là xa xỉ đối với anh. Cục trưởng Cố là sư phụ cũng vô cùng lo lắng cho sức khỏe của Vệ Quốc Bình, mong anh buông bỏ vụ án này rồi mau chóng lấy vợ sinh con. Nhưng anh hiểu rõ tình trạng của mình, ban ngày không về nhà, buổi tối về cũng không ngủ được, ai muốn theo anh làm lỡ giờ đời mình chứ. Nghe lời của sư phụ, Vệ Quốc Bình rơi vào trầm tư, đây cũng là việc anh nghĩ mãi không thông. Sau đó cục trưởng Cố đoán có thể hung thủ đã mắc bệnh. Khi cục trưởng Cố nói đến đây, sắc mặt Vệ Quốc Bình vô cùng khó coi, bởi vì anh không mong trước khi anh bắt được tên ác ma này thì nhận được tin hắn ngỏm. Thấy Vệ Quốc Bình trở thành bộ dạng ngày hôm nay, cục trưởng Cố cũng nhắc nhở anh đừng lãng phí sức lực vào vụ án này. Là một đội trưởng cảnh sát hình sự thì phải biết phân rõ trước sau, người muốn xem trò cười của anh nhiều lắm. Rất nhanh trời lúc này đã tối, cô gái một mình ngồi xe buýt chuẩn bị về nhà, lại không biết rằng hiện tại cô đang bị một người mặc đồ đen nhìn chằm chằm. Sau khi cô xuống xe, người đó cũng xuống theo rồi đi về hướng nhà của cô gái. Lúc này cô đi vào con hẻm nhỏ, còn chưa biết nguy hiểm đang đến gần. Khi cô bước vào nhà bật đèn bên trong lên, người đàn ông đột nhiên xuất hiện ở đầu hẻm, sau đó đi sâu vào trong bóng tối. Đợi đến nửa đêm, cô gái ra ngoài tính vào nhà vệ sinh, mà bóng dáng của người đàn ông lại xuất hiện ở cửa nhà vệ sinh. Khi cô xả xong chuẩn bị về nhà thì đột nhiên bị một đôi tay kéo vào trong bóng tối. Bóng đêm dần tan đi, thi thể nữ được phát hiện trong bụi cỏ, còn có mảnh vụn thi thể người trong túi. Hiện trường vụ án hung tàn này đều là được cải biên từ chuyện người thật. Hơn nữa 88 vụ án rúng động toàn quốc năm đó, kẻ hiềm nghi sau nhiều lần gây án, tiêu dao ngoài vòng pháp luật 8 năm trời, khiến cho người ta sởn cả da đầu. Mà đội trưởng hình sự Vệ Quốc Bình 8 năm nay anh không hề từ bỏ. Mãi cho đến một vụ án 8 năm sau, anh lại một lần nữa nhìn thấy hy vọng. Khi bọn họ đến gần, một cảnh khiến cả đời họ khó quên đã xuất hiện. Trong một cái túi đen lại phát hiện rất nhiều mảnh thịt. Pháp y nhận định đây là những mảnh thịt người đã bị luộc chín.
Hóa ra vào tối qua, khi lão Vương dọn vệ sinh đang dọn rác thì phát hiện một túi rác đen trong thùng rác. Do túi được bọc kín cộng thêm trời tối nhìn không rõ, cứ tưởng là do có người vứt nhầm đồ ăn đi. Thế là lão Vương mang túi thịt đông này về nhà. Nhưng khi ông đổ nước sôi giã đông để dùng, kết quả phát hiện bên trong có răng người. Dựa theo pháp y kiểm kê mảnh thịt ở hiện trường, túi rác có tổng cộng 114 mảnh cơ thể người. Vệ Quốc Bình biết chuyện này vô cùng quan trọng, sau đó anh chia tất cả cảnh sát ở hiện trường thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất tiến hành hỏi thăm hết tất cả các hộ thuê bên ngoài, dò hỏi xem từ tối hôm qua đến hiện tại có thấy người nào khả nghi hay không. Còn một tổ khác phong tỏa kiểm tra tất cả các thùng rác trực thuộc bên trong. Anh cho rằng kẻ phạm tội rất có khả năng sẽ phân thi thể thành nhiều túi nhỏ chia ra khắp nơi. Quả nhiên chưa qua bao lâu, trong thùng rác cách đó vài cây số đã tìm thấy một túi đen đựng những mảnh thi thể. Dựa theo phán đoán của pháp y với mô phân tích, nạn nhân là một người trẻ tuổi trong tầm 20 đến 25 tuổi, do cơ thể không trọn vẹn vậy nên không thể đoán được là nam hay nữ. Chuyện này khiến Vệ Quốc Bình rơi vào thế khó. Anh có dự cảm vụ án lần này có liên quan đến vụ án 8 năm trước. Sau đó Vệ Quốc Bình tìm nhân viên phụ trách vệ sinh của khu vực này, hỏi lần trước bà dọn rác là khi nào. Lao công nói lần gần nhất là vào ngày 24, đó là chuyện 2 ngày trước. Để có thể tìm được những phần thi thể còn lại, Vệ Quốc Bình lập tức dẫn người đến bãi rác lớn nhất gần đó. Nhưng khi họ nhìn thấy cảnh trước mặt thì tất cả đều đứng sững sờ tại chỗ. Bãi rác hiện tại đã chất thành núi, chỉ dựa vào sức mấy người bọn họ quả thực là mò kim đáy bể. Để nhanh chóng bắt được hung thủ, bọn họ bất chấp tất cả bắt tay vào làm. Đúng lúc này, các công nhân được phân đến gần đó cũng lục tục đến bãi rác. Nhìn thấy cảnh này, Vệ Quốc Bình cảm động cúi đầu thật sâu với các công nhân. Cứ như vậy, hơn 100 công nhân nhanh chóng tìm kiếm trong đống rác. Sau khi Vệ Quốc Bình đã sắp xếp hết khu vực tìm kiếm cho họ, lúc này một công nhân tìm được một bộ tóc giả của nữ ở trong một túi rác. Người đàn ông nhặt được một thứ nghi là tóc của phụ nữ trong đống rác, lập tức thu hút sự chú ý của cảnh sát. Vệ Quốc Bình lập tức đi lên nhặt túi rác lên xem. Khi nhìn thấy rõ vết tương cà trên đó, anh có thể xác nhận bộ tóc này chính là một phần thi thể của nạn nhân mà họ đang tìm. Sau đó anh kêu tất cả mọi người tiếp tục tìm kiếm. Đúng lúc này, phía cảnh sát nhanh chóng đem tin tức tới cho Vệ Quốc Bình. Cảnh sát tuần tra nói tối qua khi anh ta trực, vừa hay thấy một người đàn ông cứ lén la lén lút. Đối phương lái một chiếc xe điện, trên bàn đạp còn có một cái thùng. Lái thẳng theo hướng này về phía núi. Nghe được những manh mối đó, Vệ Quốc Bình ý thức được chuyện này không hề đơn giản. Sau đó anh lập tức lái xe gắn máy đi đến điểm cuối theo hướng mà cảnh sát tuần tra chỉ. Đường núi này toàn đất và vô cùng trơn. Trong tay hung thủ có vật nặng có lẽ sẽ không tiếp tục lên núi. Đúng lúc này, mấy vết chân còn mới thu hút sự chú ý của anh. Dưới miếng đá này chính là một mương nước hôi thối, tuyệt đối là nơi thích hợp nhất để hung thủ phi tang thi thể. Đồ đệ không nói lời nào trực tiếp nhảy xuống. Vệ Quốc Bình dặn dò cậu phải dùng tay mò kỹ càng, bất kể mò được cái gì thì cũng không được nôn vào. Nhưng cậu vẫn không nhịn được mùi nước hôi thối ở dưới mà nôn ra hết. Sau đó Vệ Quốc Bình nhịn ghê tởm cúi hẳn đầu xuống nước. Quả nhiên dưới nước có thứ gì đó, đến anh thân làm sư phụ cũng không chịu được nôn ra. Quả nhiên trong tay Vệ Quốc Bình có một túi màu đen, trong đó giấu nội tạng đã phân hủy của nạn nhân. Cứ tưởng chỉ có từng này thôi, không ngờ Vệ Quốc Bình lại nhảy xuống lần nữa. Anh chuẩn bị tâm lý, tiếp đó nhúng đầu vào dòng nước bẩn. Phát hiện lần này trở thành bộ phận quan trọng để xác nhận thân phận của nạn nhân. Khi pháp y chạy tới, cậu học trò đã sợ đến ngồi run rẩy tại chỗ. Sau khi pháp y phán đoán, thứ được vớt lên chính là thủ cốc, xương sọ trắng bóc và bề ngoài trơn nhẵn, cho thấy đã bị hung thủ dùng nhiệt độ cao để tiêu hủy. Nghe được lời của pháp y, Vệ Quốc Bình đột nhiên nhớ tới bộ tóc nữ họ phát hiện được ở đống rác, hơn nữa bộ xương sọ có nhiều vết của dao để lại. Sau đó pháp y nói xương sọ bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng, muốn xác nhận thân phận của nạn nhân cần phải quay về kiểm định thủ công, nhưng nếu như vậy độ khôi phục sẽ không được cao. Lời này khiến Vệ Quốc Bình không vui. Còn chưa đợi anh chất vấn pháp y, cục trưởng Cố đã kêu anh im miệng, lệnh cho anh mau đến bãi rác tìm các bộ phận cơ thể khác. Vệ Quốc Bình hết cách chỉ đành quay về bãi rác. Một đám người tiếp tục tìm manh mối. Nếu đã xác nhận nạn nhân là một cô gái trẻ, Vệ Quốc Bình liền dặn dò mọi người nếu phát hiện bộ phận cơ thể người trong đống rác, nhất định phải bảo quản tốt đồ dùng nữ xung quanh mảnh thi thể, bởi vì rất có khả năng đó là vật quan trọng để xác nhận thân phận. Đúng lúc này có tiếng kêu truyền tới, lại là một túi thi thể người nặng 3,7 kg. Trong túi đó có 97 mảnh nhỏ, hơn nữa cũng đều bị tiêu hủy qua. Khi Vệ Quốc Bình nghe được suy đoán của pháp y, đầu anh như bị điện giật, bởi vì đó mới chính là đáp án mà anh muốn nghe. Tên ác quỷ mà anh khổ cực tìm 8 năm cuối cùng cũng lại xuất hiện. Thủ đoạn gây án của hung thủ dường như đã trở nên thành thục hơn, cũng trở nên điên cuồng hơn. Nhưng Vệ Quốc Bình tin rằng mình nhất định có thể bắt được tên này về quy án, để an ủi những linh hồn có linh trên trời. Cũng khiến Vệ Quốc Bình không nhịn được nhớ tới tên sát nhân 8 năm trước. Để có thể bắt được hắn, Vệ Quốc Bình ra lệnh cho mọi người tiếp tục tìm manh mối trong bãi rác, vì nếu chỉ dựa vào những mảnh vụn này thì vẫn không thể xác nhận được danh tính của nạn nhân. Đúng lúc này, cấp dưới vội vàng mang đến danh sách của những công nhân mất tích gần đây. Rất nhanh đội cảnh sát đã chú ý đến một nữ công nhân đã mất tích. Kỳ lạ là trên đó lại viết rằng đơn vị yêu cầu rút lại vụ án, mà công nhân bị mất tích này chính là công nhân của nhà máy nơi sư phụ ở. Vệ Quốc Bình cảm thấy không ổn liền mời sư phụ vào nhà.
Hỏi rõ ràng nhà máy có người mất tích tại sao lại rút án, thấy chuyện không giấu được nữa, sư phụ chỉ đành nói ra sự thật. Hóa ra gần đây nhà máy chấp hành thay đổi chế độ, có một tên côn đồ tên là Nhiếp Bảo Hoa luôn triệu tập một đám người đến làm loạn, ép buộc công nhân ký tên đồng ý, mà đúng vào lúc này nữ công nhân Cao Tú Liên đột ngột mất tích. Giám đốc sợ vào lúc này mà tin tức truyền ra thì ảnh hưởng không tốt, thế là khuyên người nhà Cao Tú Liên về quê tìm trước xem, vậy nên mới rút vụ án khỏi cục cảnh sát. Nhưng theo nữ công nhân Tiểu Châu nhớ lại, vào tối hôm Cao Tú Liên mất tích, đàn em hồ tử của Nhiếp Bảo Hoa xuất hiện ở cửa nhà máy, hơn nữa còn lái một chiếc mô tô có bàn đạp, làm cho Vệ Quốc Bình nhớ tới khi hung thủ vụ án phi tang thi thể, thứ dùng để kéo thi thể chính là một chiếc xe có bàn đạp. Để làm rõ chân tướng, Vệ Quốc Bình dẫn người đến hộp đêm mà hồ tử thường lui tới, nhưng vừa đẩy cửa ra thì nhìn thấy hai người phụ nữ đang run rẩy, đang cầm micro giả vờ đang hát, khiến cho Vệ Quốc Bình nhận định hồ tử đang trốn trong này. Sau đó anh dùng tay xác nhận với hai người. Sau khi thấy hai người gật đầu, Vệ Quốc Bình dẫn người đi vào nhà vệ sinh trong phòng. Thông qua khe cửa có thể nhìn thấy lúc này hồ tử đang đỡ một người phụ nữ. Vệ Quốc Bình không hề chậm trễ, móc súng rồi đẩy cửa nhà vệ sinh ra. Không ngờ hồ tử ác độc lại dùng con tin để uy hiếp Vệ Quốc Bình. Sau đó nhân cơ hội kéo cô gái đến cửa, tiếp đó đẩy cô gái ra rồi chạy mất. Có thể là muốn thể hiện bản lĩnh nhảy cao của mình. Khi Vệ Quốc Bình dẫn người đuổi lên sân thượng, hồ tử đã tay không trèo lên giàn giáo. Kết quả còn chưa đợi cảnh sát chặn đường, hồ tử lại bất cẩn ngã từ trên cao xuống nghèo tại chỗ luôn. Còn cảnh sát ở trên nóc tòa nhà đã phát hiện một người phụ nữ bị giam trong lồng. Người này chính là nữ công nhân nhà máy mất tích Cao Tú Liên. Hóa ra Cao Tú Liên là chủ tịch công hội của nhà máy. Bởi vì chuyện nhà máy thay đổi chế độ mà đắc tội hồ tử, giữ cô ở trong này là để ép cô ký tên. Cứ như vậy Vệ Quốc Bình tuy không tìm được hung thủ vụ án bem người, nhưng lại thành công giải cứu nữ công nhân Cao Tú Liên. Người đàn ông cầm đao chuẩn bị xin cánh tay của đối phương, nhưng không ngờ lại bị người ta tay không chặn lại. Người này chính là em gái ruột của lão đại xã hội đen Nhiếp Bảo Hoa. Người đàn ông còn chưa kịp phản ứng lại, người phụ nữ dũng mãnh này liền tát mạnh một cái, tiếp đó thách thức trước mặt mọi người. Hóa ra cô tên là Nhiếp Tiểu Vũ, mà người cô bất chấp bị thương để cứu chính là anh em của đội trưởng hình sự Vệ Quốc Bình. Rất nhanh, Nhiếp Tiểu Vũ liền đưa Trần Hạo Hãn đến đồn cảnh sát. Khi Vệ Quốc Bình nhìn thấy thằng em rốt nát này thì liền tức giận không thôi, liền đỡ lấy Trần Hạo Hãn đi vào trong, mà không biết cô gái kia đã vì giúp em trai anh mà bị thương. Thấy mình không được đối xử đàng hoàng, Nhiếp Tiểu Vũ liền tức giận rời đi. Vệ Quốc Bình vào đến cục thì tạt một chậu nước lạnh. Trần Hạo Hãn tỉnh lại nhìn thấy Vệ Quốc Bình thì lập tức kích động mắng mỏ, bởi vì cậu ta vô cùng hận Vệ Quốc Bình. Thì ra Trần Hạo Hãn là em trai ruột của Trần Sơn Hà. Nghe lời mắng chửi của Trần Hạo Hãn, Vệ Quốc Bình chỉ có thể im lặng cúi đầu thừa nhận, bởi vì anh vẫn luôn hổ thẹn với cái hẹo của Trần Sơn Hà. Lúc này trong cục cảnh sát nhận được tin tức lại phát hiện thêm một bọc mảnh xác ở bãi rác, hơn nữa còn phát hiện đồ vật khả nghi, bên trong có máy nhắn tin đã bị vỡ, còn có một số đồ dùng của nữ, bởi vì trông rất mới nên không giống rác. Điểm mấu chốt là trong cổ áo của một cái áo có thêu hai chữ Ngải Khanh. Cảnh sát hoài nghi người này có lẽ liên quan đến vụ án, tiếp đó là phải bí mật tìm kiếm người có tên này trên toàn thành phố. Đến khi buổi họp kết thúc, Vệ Quốc Bình đột ngột đứng lên đưa ra yêu cầu tham gia vụ án. Anh nói vụ án bem người này rất có khả năng liên quan đến vụ án 8 năm trước, nạn nhân đều là cô gái trẻ tuổi, hơn nữa đều là cùng một chiêu thức gây án. Quan trọng là hung thủ đều chọn gây án vào trời mưa, nhưng phó cục trưởng lại nghi ngờ, đưa ra một loạt nghi vấn khiến cho Vệ Quốc Bình á khẩu không thể nói gì, nhưng anh vẫn luôn cho rằng chi tiết vụ án bem xác này khiến anh cảm thấy vô cùng quen thuộc. Phó cục trưởng cho rằng đơn xin tham gia của Vệ Quốc Bình không thể chấp nhận, trong này dấu ấn cá nhân của anh quá mạnh sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến độ chú ý của vụ án. Mà bên này Nhiếp Tiểu Vũ cũng nhận được tin tức của đàn em. Hóa ra Nhiếp Tiểu Vũ chính là cô gái 8 năm trước suýt chút nữa bị tên hung thủ hãm hại. Từ sau tối hôm được Vệ Quốc Bình cứu, cô đã yêu người đàn ông này. Kết quả mỗi lần cô chủ động bày tỏ thì đều bị Vệ Quốc Bình lạnh lùng từ chối. Khi cô biết hung thủ lại xuất hiện một lần nữa, Nhiếp Tiểu Vũ ngoại trừ muốn giúp Vệ Quốc Bình, cô còn muốn dùng thủ đoạn của mình xử lý tên xúc sinh này. Bởi vì đây cũng là mối bận tâm nhiều năm nay của cô, để có thể bắt được tên ác ma đã tổn thương cô lệnh cho đàn em dùng tất cả mối quan hệ giúp cảnh sát tìm kiếm. Quả nhiên, tin tức của xã hội đen luôn nhanh hơn bạch đạo. Nhiếp Tiểu Vũ nhanh chóng tìm được một cô gái tên Ngải Ngải ở hộp đêm. Quản lý nói Ngải Ngải này đã không đến làm việc một tuần rồi. Kỳ lạ là khi cô đi, không chỉ không hề nhận tiền lương mà đến đồ trong tủ đồ cũng không mang đi. Sau đó Vệ Quốc Bình kiểm tra tủ đồ của Ngải Ngải, bên trong phát hiện một quyển nhật ký màu hồng có viết nhà trẻ hoa hồng. Thế là Nhiếp Tiểu Vũ lập tức lái chiếc xe đắt đỏ của mình dẫn đám người Vệ Quốc Bình đến nhà trẻ này. Lúc này máy của Nhiếp Tiểu Vũ nhận được tin tức của đàn em, biết được tên thật của cô gái thì dễ tìm hơn rồi. Nhưng khi bọn họ đi vào nhà trẻ, chuyện kỳ lạ xảy ra rồi. Khi Vệ Quốc Bình có lòng tốt đưa máy bay giấy cho cậu bé, không ngờ cậu bé lại lớn tiếng khóc. Vệ Quốc Bình tưởng là do khí thế đáng sợ của mình dọa cậu bé, vậy nên anh không nghĩ nhiều. Sau khi dò hỏi thì được biết Ngải Oánh là giáo viên ở nhà trẻ này. Thứ tư tuần trước đã nộp đơn xin nghỉ phép. Sau đó Vệ Quốc Bình tìm được một sấp bệnh án trên bàn của cô Ngải. Xem ra cô giáo Ngải Oánh này còn đi làm thêm ở hộp đêm. Có lẽ là liên quan đến cả tờ bệnh án này. Khi đám bọn họ chuẩn bị rời khỏi nhà trẻ, cậu bé vừa nãy vẫn chưa ngừng khóc. Vệ Quốc Bình hết cách chỉ đành che mặt. Cảnh sát đi hỏi thăm thì được biết,
biết, chồng của Ngải Oánh là Diêm Xuân Sinh chính là đồ tể, việc bình thường hay làm chính là hóa kiếp cho động vật. Hơn nữa người này tính cách hướng nội, không giỏi giao tiếp, nghe nói mỗi lần uống rượu say thì đều ính vợ, có một lần suýt nữa thì đã tiễn vợ mình về với các cụ. Nguyên nhân là do vợ anh ta không sinh được con, mà mấy ngày nay anh ta đều không đi làm, thậm chí trên kệ dao của lò mổ còn rơi một cái dao chặt xương sắc bén. Chỗ nào cũng có điểm nghi vấn, không tránh được hoài nghi anh ta chính là thủ phạm. Khi đám người vệ quốc binh chuẩn bị rời đi, lại nhìn thấy cậu bé bị dọa sợ phát khóc kia ở cửa của lò mổ. Cậu bé nhìn thấy bọn họ thì co chân chạy, khiến cho vệ quốc binh cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Mà cậu nhóc này chính là cậu bé bị dọa phát khóc ở nhà trẻ. Để làm rõ chuyện, vệ quốc binh nhờ một nữ cảnh sát dò hỏi cậu bé. Mà đúng lúc này bệnh án của Ngải Oánh đã được tra rõ. Sau đó bọn họ bắt đầu phân tích tình tiết vụ án. Suy đoán này rất phù hợp với động cơ gây án. Ngày nào Diêm Xuân Sinh cũng làm đêm ở lò mổ. Nếu anh ta thật sự đã sát hại vợ mình Ngải Oánh, vừa hay có thể dùng thiết bị và nơi làm việc để tiến hành bêm xác. Sau đó nhân lúc trời tối đi phi tang. Hơn nữa lò mổ còn có xe điện chuyên dùng để chở thịt. Lúc này nữ cảnh sát vội vàng chạy tới. Hóa ra cậu bé sợ hãi vệ quốc binh như vậy là vì cậu bé từng nhìn thấy một người cả người toàn tiết canh. Hơn nữa lúc đó cũng mặc một cái áo da giống anh, ngồi ở cửa nhà chỗ ngã rẽ phía trước. Nghe được câu này, vệ quốc binh nhanh chóng dẫn người đi đến chỗ căn nhà cậu bé nói. Anh chia mọi người thành hai nhóm, chuẩn bị vây bắt người trong nhà. Sau đó hai người cầm súng cẩn thận đi vào nhà, nhưng tìm một vòng vẫn không thấy ai. Để nhanh chóng bắt được nghi phạm bem người Diêm Xuân Sinh, vệ quốc binh lệnh cho các thành viên mau báo chuyện này cho cục biết. Nhất định phải bắt được Diêm Xuân Sinh về quy án trước khi anh ta chạy mất. Vào buổi tối hôm đó, trong con hẻm đột nhiên xuất hiện một người mặc áo đen tay xách túi. Anh ta cảnh giác nhìn xung quanh, sau khi xác nhận không bị ai phát hiện liền nhanh chóng đi vào bóng tối. Mà vệ quốc bình và nhị ca vẫn luôn canh ở trong nhà Diêm Xuân Sinh, bởi vì cho trong nhà rất khô, cho thấy hôm qua có người đã dùng bếp lò này. Quả nhiên hai người tìm kiếm kỹ càng, đã phát hiện vết tương cả dưới ván giường. Vệ quốc bình nhanh chóng bảo nhị ca thông báo cho nhân viên kỹ thuật, nhưng khi hai người tiếp tục tìm kiếm trong phòng, vệ quốc bình chú ý đến chỗ vại nước có nhiều ruồi nhặng. Hai người tiến hành kiểm tra chiếc vại, quả nhiên bên trong có một cái thủ cốc xuất hiện trước mặt họ, lại là một thi thể đã phân hủy. Cảnh sát phát hiện một thi thể nam trong vại nước nhà dân, cứ tưởng vụ án này sẽ liên quan đến vụ rớt người bem xác gần đây, nhưng không ngờ hung thủ lại chọn chủ động ra đầu thú. Chuyện này cũng khiến cho vệ quốc bình thân làm đội trưởng cảnh sát hình sự không thể tin nổi. Kết quả khi anh đi đến phòng thẩm vấn, hung thủ lại là một người phụ nữ. Lúc này báo cáo pháp y cho nạn nhân cũng đã có. Nạn nhân là Diêm Xuân Sinh mà cảnh sát nghi ngờ. Người phụ nữ sát hại nạn nhân chính là vợ anh ta Ngải Oánh. Hóa ra trong một lần Diêm Xuân Sinh uýnh cô, do uống rượu say nên ra tay vô cùng dã man, khiến đứa trẻ trong bụng cô không giữ được. Từ đó ý nghĩ trả thù đã gieo rắc vào trong lòng cô. Cứ như vậy, vệ quốc bình cứ tưởng đã tìm được đầu mối vụ bem người phi tang xác, kết quả lại vô tình phá được vụ án gia đình. Mà trước cửa cục cảnh sát, Nhiếp Tiểu Vũ đang đứng dựa vào chiếc xe hơi của cô, gấp gáp đợi kết quả thẩm vấn. Khi nhìn thấy vệ quốc bình bước ra, cô căng thẳng đi tới. Không ngờ vệ quốc bình lại lắc đầu với cô. Lúc này cô cũng đã hiểu được ý của anh, người bên trong không phải tên ma quỷ đó. Đáng tiếc lại để hắn sống thêm một ngày rồi. Tuy đã tìm được thủ phạm vụ mưu sát nhưng hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Vậy nên vụ án này vẫn cần tra xét lại một lần nữa. Hiện tại cảnh sát chỉ tìm được thủ cốc và những mảnh vụn thi thể nạn nhân, nhưng không hề tìm được xương của những vị trí khác. Đủ để nói rõ hung thủ sẽ vẫn còn ra tay hành động lần nữa. Do châm cài trên áo nạn nhân giống của Ngải Oánh, họ biết được từ chỗ Ngải Oánh, đây là đồ được phát khi tham gia hoạt động của đoàn thanh niên. Vậy nên vệ quốc bình lệnh người mau chóng tìm danh sách tham gia hoạt động khi đó. Quả nhiên trong danh sách phát hiện một người phụ nữ tên Dư Ái Cần. Sau đó anh gọi số điện thoại trên danh sách. Không ngờ lời hai người vừa nói xong, máy nhắn tin trên thùng đột nhiên vang lên. Máy nhắn tin bị phá hư này là nhặt được ở điểm đổ rác nơi phi tang thi thể. Sau đó vệ quốc bình dẫn người đến học viện y khoa của Dư Ái Cần tiến hành điều tra. Thông qua lời kể lại của người phụ trách phía trường học, Dư Ái Cần là sinh viên năm nhất của trường họ. Bạn cùng phòng của cô nói thứ 6 tuần trước cô đã rời khỏi ký túc xá rồi. Sau đó vệ quốc bình lấy ảnh của vật phẩm khả nghi ra cho bạn của Dư Ái Cần xác nhận. Kết quả phát hiện những thứ này đều là của Dư Ái Cần. Cô nói tất cả những thứ này đều là bạn trai của Dư Ái Cần tặng. Nhưng bọn họ chưa từng thấy mặt người bạn trai này, thậm chí đến tên cũng không biết. Sau đó vệ quốc bình quyết định đến ký túc xá của Dư Ái Cần một chuyến. Nhưng khi đi được nửa đường lại nghe được tiếng mắng chửi của cô lao công. Nghe được lời của cô lao công, vệ quốc bình liền cảm thấy không đúng. Anh mau chóng nhờ hiệu trưởng dẫn đường đến phòng thí nghiệm mà cô lao công nói. Kết quả khi họ đi tới phòng thí nghiệm, phát hiện trong bồn rửa có một túm mảnh thi thể. Chính nhờ một câu trách móc của cô lao công, nhất thời khiến đội trưởng cảnh sát cảm thấy không đúng. Bởi vì theo lẽ thường thì tuyệt đối không ai mang đồ ăn có xương vào phòng giải phẫu. Quả nhiên một túi hài cốt thình lình xuất hiện trong một góc phòng giải phẫu. Xương chưa được ngâm qua formalin, không phải là đạo cụ của phòng thí nghiệm. Sau đó đội cảnh sát lập tức cho người phong tỏa trường học để tránh hung thủ nhân cơ hội chạy thoát. Mà lúc này thầy Tiết không biết gì, đang giặt khăn lau ở trong phòng rửa, muốn giặt sạch vết tiết canh trên khăn. Vừa hay lúc này có một cô giáo
đi vào, hắn lập tức lấy áo che bồn nước. Một câu nói của cô giáo kia khiến hắn bắt đầu hoảng hốt. Nghe nói có cảnh sát đến trường học, thầy Tiết nhanh chóng chạy về ký túc xá, ngay lập tức dùng thuốc khử trùng dọn sạch sẽ mọi góc trong phòng. Cảnh sát lúc này đã phong tỏa cửa ra của trường học, bắt đầu khống chế mọi vị trí trong trường học. Cùng lúc đó thầy Tiết cũng đang tiêu hủy chứng cứ. Hắn ta cầm một túi chưa kịp xử lý vứt ra sau cửa sổ, sau đó đội mũ và đeo khăn che giấu thân phận. Sau khi thấy không một ai phát hiện thì lập tức chạy xuống lầu, vứt túi vừa nãy vào trong cống, sau đó làm như không có chuyện gì đi ra khỏi phòng học. Lại không biết rằng lúc này Vệ Quốc Bình vừa hay vào trong tìm hắn. Học sinh gọi hắn một tiếng thầy Tiết, Vệ Quốc Bình lập tức ngẩng đầu lên nhìn, thầy Tiết bị phát hiện thì co chân chạy. Hắn nhờ vào việc thông thạo đường đi trong trường, rất nhanh đã bỏ xa Vệ Quốc Bình. Sau đó phía cảnh sát lập tức hạ lệnh trải dài tìm kiếm quanh trường học, không ngờ trong một thùng rác của trường học lại phát hiện bộ hài cốt của người. Đợi đến tối, thầy Tiết trốn trong cống nước lén lút ngoi lên, muốn nhảy qua tường của trường học để trốn thoát. Kết quả không ngờ Vệ Quốc Bình đã đợi ở đây từ lâu. Vệ Quốc Bình oánh hắn ngã xuống đất, không ngờ thầy Tiết lấy một cái chai nhỏ trong người ra, hất hết nước trong đó vào mặt Vệ Quốc Bình. Tuy rằng chớp mắt đã khiến đầu anh choáng váng, nhưng Vệ Quốc Bình vẫn dựa vào ý chí mạnh mẽ thành công khống chế thầy Tiết. Cứ như vậy, tên ác ma mà cảnh sát khổ cực vây bắt cuối cùng cũng đã lọt lưới. Tiếp theo chính là lấy huyết tương và dấu vân tay của Tiết Gia Kiện, chuẩn bị tiến hành so sánh với tên hung thủ vụ án thủ tiêu 88 người. Tuy kết quả không thể có ngay lập tức, nhưng dựa theo kinh nghiệm tra án nhiều năm của cảnh sát, đều thống nhất cho rằng Tiết Gia Kiện chắc chắn là hung thủ. Mà một bên khác, cảnh sát phát hiện một cái túi đen trong một ống cống của trường, nhưng khi mở ra bên trong lại không phải là túi thi thể mà đều là nội y của phụ nữ. Dựa theo phán đoán kích thước nội y, chỗ đồ này đều không phải của cùng một người. Lúc này cậu học trò đưa ra một vấn đề còn đáng sợ hơn. Cuối cùng dù bị cảnh sát túm ở một góc trong trường học, nhưng cho dù đã lọt lưới thì hắn không hề hoảng loạn, thậm chí trên mặt còn lộ ra biểu tình kỳ quái. Hiện tại tất cả manh mối đều chỉ về kẻ tình nghi Tiết Gia Kiện. Cảnh sát cũng xác nhận hắn ta chính là hung thủ vụ án đó. Nhưng hiện tại thứ duy nhất thiếu chính là chứng cứ. Vậy nên cảnh sát chỉ đành dựa vào thẩm vấn để tìm điểm đột phá. Nhưng không ngờ Tiết Gia Kiện có tố chất tâm lý vô cùng vững, tư duy logic rõ ràng của Tiết Gia Kiện khiến cho việc thẩm vấn không thể tiếp tục. Hết cách, Vệ Quốc Bình lại tìm người phụ trách trường học tìm hiểu tình huống. Quả nhiên biết được từ chỗ người phụ trách, Tiết Gia Kiện có một bạn gái ngoài trường học tên Lương Vân, mỗi tuần đều đến trường tìm hắn. Có một lần ông còn nhìn thấy ở dưới một gốc cây trong trường Tiết Gia Kiện từng uýnh cô. Kể từ lần đó, Lương Vân không còn đến tìm hắn nữa. Khi Vệ Quốc Bình nghe được đến đây, đột nhiên có một suy nghĩ vô cùng to gan. Chẳng lẽ những bộ hài cốt phát hiện trong trường học chính là của Lương Vân? Anh mang theo nghi vấn, nhanh chóng đến đơn vị Lương Vân làm việc. Theo lời kể của người phụ trách đơn vị, Lương Vân đã rất lâu không đi làm rồi. Hơn nữa, đến thủ tục từ chức đều là do giáo sư Tiết đến xử lý, còn vội vàng đến mức tiền thưởng cũng không lấy. Vệ Quốc Bình ý thức được có chuyện bất thường lại tìm đến nơi ở của Lương Vân. Tuy trong phòng không phát hiện vết thương cả hay bộ phận cơ thể người, nhưng một tấm chiếu cọ dưới đệm khiến cho Vệ Quốc Bình chú ý, bởi vì khi pháp y tiến hành quan sát mảnh cơ thể, thông qua kính hiển vi phát hiện trên mảnh thịt có vết lõm, hơn nữa trên mỗi một miếng đều có, cho thấy sau khi hung thủ luộc mảnh thịt lên, lại đặt những mảnh thịt này lên giường làm lạnh. Vậy nhà Lương Vân rất có khả năng là hiện trường đầu tiên hung thủ bem xác. Thế là Vệ Quốc Bình lập tức gọi đội kỹ thuật đến điều tra. Mà một bên khác, cảnh sát trưởng Tống đang thăm hỏi bảo vệ của trường học. Bảo vệ nhớ lại, tối ngày 24 khi họ đi tuần tra ở gần trường học nhặt được một cái túi nữ. Hơn nữa cái túi được che dưới một cái ô, bởi vì khi đó trời còn đổ mưa nên hai người liền nhặt cái túi về. Khi cảnh sát trưởng Tống mở túi ra xem, lại phát hiện một tấm thiệp cưới bên trong. Hơn nữa ngày tổ chức lễ cưới vừa hay chính là hôm nay. Sau đó cảnh sát Cố Khai Nhan đi theo địa chỉ trên thiệp mời tìm được cô dâu hôm đó chuẩn bị kết hôn. Khi Cố Khai Nhan lấy túi nữ đó ra thì cô dâu vốn dĩ đang vui vẻ mặt liền biến sắc. Cô dâu nhìn chúng một đôi giày cao gót đỏ trong trung tâm thương mại, không ngờ trên đường về nhà lại bị biến thái theo đuôi. Cô biết được mình bị theo dõi liền bước đi nhanh hơn. Không ngờ ngay sau đó bi kịch xảy ra. Sau khi hôn lễ kết thúc, Cố Khai Nhan nói rõ thân phận cảnh sát của mình cho cô dâu biết. Cô dâu cũng biết được mục đích cảnh sát đến tìm mình. Thế là cô nén nước mắt kể ra chuyện xảy ra tối hôm đó. Bởi vì sắp kết hôn nên cô không hề chọn báo cảnh sát. Sau đó Cố Khai Nhan lấy tấm ảnh của hung thủ, cô dâu liền nhận ra. Nhưng do hôm đó hung thủ che mặt nên cô không dám xác nhận. Nhưng khi cô dâu cầm lấy tấm ảnh, dùng tay che phần dưới mặt của hung thủ, đôi mắt lạnh lẽo đáng sợ nhất thời khiến cô nhớ lại khung cảnh bị mờ lem tối hôm đó. Mà hung thủ trên tấm ảnh chính là Tiết Gia Kiện đã bị tóm. Sau khi trở về cục cảnh sát, Cố Khai Nhan lại tiến hành thẩm vấn Tiết Gia Kiện. Tiết Gia Kiện vẫn ra vẻ chẳng hề hấn gì. Cố Khai Nhan liền lấy một tấm ảnh hài cốt người ra, nói thẳng vụ án rớt người bem xác này có liên quan tới Tiết Gia Kiện. Thấy Tiết Gia Kiện lắc đầu không thừa nhận, Cố Khai Nhan lập tức nói dối. Vào tối ngày 24 có người nhìn thấy hắn phi tang thi thể ở bãi rác. Nghe lời chất vấn và nghi ngờ của Cố Khai Nhan thì Tiết Gia Kiện không gồng được nữa, trực tiếp thừa nhận khoảng thời gian đó hắn đến hẻm Bình Lương.
Hơn nữa ở đó có làm bị thương một người phụ nữ. Đây chính là đáp án mà Cố Khai Nhan muốn. Cô vẫn là đã đánh giá thấp tên Tiết Gia Kiện bại hoại này. Rõ ràng nạn nhân đã kể chuyện bị xúc than tối hôm đó, kết quả Tiết Gia Kiện lại nói chỉ là sàm sỡ bình thường. Nhưng đáng lo ngại là nạn nhân sợ nhà chồng biết nên không dám báo cảnh sát. Nhưng trong tình huống không có chứng cứ, cảnh sát hoàn toàn không thể định tội hắn. Mà bên phía Vệ Quốc Bình đã phát hiện được một dấu vân tay ở trên đệm giường trong nhà Lương Vân. Nếu dấu vân tay này trùng khớp với của Tiết Gia Kiện, vậy thì hắn không thể thoát khỏi hiểm nghi sát hại bạn gái rồi phi tang. Nhưng không ngờ khi đã có kết quả khám định, tất cả mọi người đều vô cùng thất vọng. Dấu vân tay trên đệm giường nhà Lương Vân không phải của Tiết Gia Kiện, một lần nữa khiến vụ án rơi vào bế tắc. Vệ Quốc Bình khó chịu quyết định đi rửa mặt để giữ tỉnh táo. Lúc này một mảnh xi măng rớt ra ở bồn rửa tay khiến anh chú ý. Anh đột nhiên nhớ lại khi pháp y soát thi thể cũng phát hiện một mảng giống như xi măng trong đó. Vệ Quốc Bình thấy cảnh này thì lập tức hiểu ra, thế là anh nhanh chóng chạy đến nhà Lương Vân, tìm đến cái bồn rửa dùng xi măng để chát. Khi anh quan sát kỹ càng, cảm giác choáng váng quen thuộc lại ập đến. Tiếp đó hai cảnh sát xông vào khống chế anh. Đến khi giải trừ được hiểu lầm, Vệ Quốc Bình bất lực ngồi trên đất. Vụ án Tiết Gia Kiện đã khiến anh vô cùng mệt mỏi. Vệ Quốc Bình không cam tâm lại đến phòng thẩm vấn. Anh muốn biết rốt cuộc Tiết Gia Kiện có liên quan đến vụ án BEM 88 người kia hay không. Vệ Quốc Bình càng hỏi càng kích động, đã làm loạn hết tiết tấu thẩm vấn, khiến cho việc thẩm vấn không thể không ngừng lại. Mà Vệ Quốc Bình cũng bị đá ra khỏi đội ngũ thẩm vấn. Khi tất cả mọi người còn đang ôm lòng hoài nghi Tiết Gia Kiện thì Lương Vân đã mất tích lại trở về rồi. Hóa ra từ sau khi chia tay Tiết Gia Kiện, Lương Vân đau lòng quyết định đi ra ngoài du lịch. Tuy hiểm nghi vụ bem người giấu xác của Tiết Gia Kiện đã được giải trừ, nhưng vụ án dở trò đồi bại của hắn vẫn phải tiếp tục. Pháp y tiến hành so sánh với DNA của anh trai Dư Ái Cần, xác nhận di hài bị bem xác này là của Dư Ái Cần. Sau đó Vệ Quốc Bình cho người thông báo cho đồn cảnh sát gần nơi phi tang thi thể, tiến hành lấy dấu vân tay của tất cả dân cư trong khu trực thuộc. Lúc này trong một quán ăn, một người đang chặt xương trên thớt. Lúc này hai vị cảnh sát bất ngờ đi đến, nghe nói phải lấy dấu vân tay, đầu tiên ông ta hơi ngơ ra. Tiếp đó lấy lý do trên tay có dầu mỡ, nói muốn vào nhà vệ sinh rửa tay. Nói rồi ông ta tắt tivi đi. Nhưng khi cảnh sát chuẩn bị lấy vân tay ông ta, ngón tay cần lấy dấu vân tay của ông ta lại bị thương. Thấy miệng vết thương còn đang dì tương cà, cảnh sát chỉ đành kêu ông ta lấy vân tay ở mấy ngón khác trước. Đợi vết thương trên ngón tay khỏi rồi thì chủ động đến đồn cảnh sát để lấy dấu. Lấy vân tay xong, hai vị cảnh sát nhanh chóng rời khỏi quán ăn. Thấy cảnh sát đã đi, người đàn ông trông có vẻ bất an. Ông ta liền lấy điều khiển mở tin tức địa phương còn đang phát. Khi nghe đối phương nhắc đến đêm mưa 8 năm trước, người đàn ông đột nhiên hoảng hốt. Anh ta kéo đối phương qua một bên, chất vấn ông ta tại sao lại tới đây. Đối phương có vẻ có chuẩn bị mà đến, không hề trả lời câu hỏi của anh ta mà không ngừng khen anh ta đẹp hơn 8 năm trước nhiều rồi. Anh ta lại hỏi lần nữa sao ông ta lại nhận ra mình. Hóa ra vào một hôm trước, ông chủ quán ăn Tưởng Quảng Thiện xem được một tin tức trên TV. Một người đàn ông vì vượt đèn đỏ mà dẫn đến tai nạn giao thông. Phóng viên lập tức tiến lên cưỡng ép phỏng vấn. Cho dù người đàn ông che mặt tránh lên sóng, nhưng vẫn bị Tưởng Quảng Thiện nhận ra dáng vẻ anh ta. Thế là ông ta đóng cửa quán ăn, tìm được người đàn ông ở tiệm sửa xe gần nơi xảy ra tai nạn. Anh ta cũng nhìn ra đối phương là muốn lợi dụng chuyện 8 năm trước để uy hiếp mình. Để tránh có thêm rắc rối, anh ta chỉ đành lấy ví rút ra vài tờ 100 tệ đưa cho ông ta. Tuy anh ta rất khó chịu nhưng cuối cùng vẫn đưa hết tiền trong ví cho ông ta. Nhìn vẻ mặt không biết đủ của đối phương, anh ta đã hoàn toàn bị chọc giận. Nhưng anh chàng không hề biết chính vì hành vi khinh thường người khác của mình, cuối cùng khiến bản thân phải trả cái giá vô cùng đắt. Phía cảnh sát cũng thông qua thẩm vấn Tiết Gia Kiện thì được biết tổng cộng hắn ta đã xâm phạm 4 cô gái ở quanh trường. Nhưng kỳ lạ là không có một người nào chọn báo cảnh sát, như vậy lại càng khiến cho Tiết Gia Kiện đắc ý hơn. Cảnh sát vì muốn tống tên khốn nạn này nhập kho, liền bắt đầu khơi thông tâm lý cho cô gái bị xúc than gần đây, muốn cô báo cảnh sát tố cáo Tiết Gia Kiện, nhưng cô ngại mình mới kết hôn, không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, cuối cùng từ bỏ báo cảnh sát. Khiến cảnh sát vô cùng khó tin đó là ba cô gái bị xã giao còn lại cũng có tình huống tương tự, hiện tại chỉ còn một nạn nhân vẫn chưa liên lạc được. Nếu trong 4 cô gái không có một ai đứng ra tố cáo, vậy thì vài ngày nữa Tiết Gia Kiện có thể được phán vô tội và thả ra. Cảnh sát trưởng Tống vội vàng chạy tới hỏi tình huống vụ Tiết Gia Kiện. Chuyện này khiến Cố Khai Nhan cảm thấy kỳ lạ. Nếu Tiết Gia Kiện đã được giải trừ hiểm nghi vụ bem người giấu xác, vậy tại sao tất cả mọi người đều xem trọng vụ án này? Nhưng cảnh sát trưởng Tống lại cảm thấy chuyện không hề kỳ lạ. Anh đoán kẻ phi tang thi thể muốn lợi dụng bàn tay cảnh sát để bắt Tiết Gia Kiện. Nếu dự đoán này chính xác, vậy thì 4 nạn nhân và người nhà của họ sẽ có động cơ gây án rồi. Vào lúc Cố Khai Nhan sắp xếp ảnh chụp những bộ nội y nữ Tiết Gia Kiện siêu tầm, cảnh sát trưởng Tống thấy vậy thì tiện miệng nói, sao tôi thấy đều là một kiểu dáng vậy? Một câu nói này của cảnh sát trưởng Tống không ngờ lại nhắc nhở cho Cố Khai Nhan. Đến nửa đêm, một người mặc áo mưa và xách cái túi màu đen bước vào quán ăn. Ông chủ thấy hắn ta liền nở nụ cười quỷ quyệt. Hóa ra không lâu trước đó, khi đội trưởng cảnh sát hình sự Vệ Quốc Bình đang điều tra vụ án cô gái mất tích, kẻ hiểm nghi Hồ Tử vì muốn tránh khỏi sự truy bắt của cảnh sát, khi chạy trốn trèo lên giàn giáo trên sân thượng, kết quả giàn giáo bị gãy khiến anh ta ngã từ trên cao xuống. Hắn được phía cảnh sát đưa đến bệnh viện cấp cứu. Chuyện này rất nhanh đã bị chị ruột của Hồ Tử là Bảo Lê biết. Vì báo thù cho em trai, Bảo Lê tìm bạn trai ông trùm xã hội đen của mình Nhiếp Bảo Hoa.
Không ngờ Nhiếp Bảo Hoa không những không có ý giúp cô, hơn nữa còn trách Hồ Tử có kết cục hiện giờ là do tự làm tự chịu. Mà dù sao Hồ Tử cũng vì nhà máy mới thành ra như vậy, vậy nên Nhiếp Bảo Hoa thừa nhận sẽ bồi thường một chút tiền cho Hồ Tử. Hiện tại nhà máy đang trong giai đoạn cải cách, chế độ tuyệt đối không được xuất hiện bất cứ tin tức tiêu cực nào. Vài hôm sau thì Hồ Tử bốc hơi ở bệnh viện, nhìn thi thể em trai, Bảo Lê vô cùng đau lòng. Đúng lúc này, đàn em Triệu Cương của Nhiếp Bảo Hoa đến. Tuy Triệu Cương theo Nhiếp Bảo Hoa đã nhiều năm nhưng chưa từng được tin tưởng, khiến anh ta luôn ôm nỗi hận với Nhiếp Bảo Hoa. Hồ Tử bắt cóc nữ công nhân nhà máy chính là do anh ta đưa ra ý kiến. Nhìn Bảo Lê đau lòng khóc lóc, Triệu Cương chuẩn bị tận dụng thời cơ. Đầu tiên là giả vờ nói vài lời tốt đẹp thay Nhiếp Bảo Hoa, tiếp đó lại nhắc nhở đội trưởng cảnh sát hình sự Vệ Quốc Bình không dễ chọc, bình thường bọn họ tránh còn không kịp. Triệu Cương tiếp tục thêm dầu vào lửa, nói chủ nhiệm Nhiếp không dám động vào Vệ Quốc Bình là vì muốn em gái mình Nhiếp Tiểu Vũ gả cho anh ta. Nếu có một đội trưởng cảnh sát hình sự làm em rể, vậy thì ông ta có thể ở nơi này một tay che trời. Triệu Cương thấy thời cơ đã chín muồi liền thừa thắng xông lên, nói nếu Bảo Lê tin hắn ta, chuyện đối phó Vệ Quốc Bình cứ để cho hắn làm. Lúc này Bảo Lê đã bị thù hận che mờ hai mắt, liền tin lời Triệu Cương nói, nhưng cô cũng vì vậy mà phải trả cái giá vô cùng đắt. Mà một bên khác, Nhiếp Bảo Hoa vì muốn đội trưởng cảnh sát hình sự làm em rể, mà lấy sinh nhật em gái làm cái cớ để mời Vệ Quốc Bình đến khách sạn, mục đích là muốn tác hợp cho hai người. Vệ Quốc Bình tuy rất thích Nhiếp Tiểu Vũ, nhưng anh không muốn thông đồng làm bậy với ông trùm xã hội đen Nhiếp Bảo Hoa. Thế là bữa ăn này vì Vệ Quốc Bình rời đi mà tan trong không vui vẻ. Nhưng khi Nhiếp Tiểu Vũ đuổi theo ra ngoài thì đụng phải Triệu Công Tử bên cạnh đang chuẩn bị rời đi. Triệu Công Tử thấy cô trông xinh đẹp thì nổi tâm háo sắc kéo Nhiếp Tiểu Vũ muốn uống cùng cô vài ly. Từ ánh mắt của Vệ Quốc Bình có thể thấy anh đang rất tức giận. Đây cũng là lần đầu hai người gặp nhau. Triệu Công Tử không cam tâm lập tức vào bao xương tìm Nhiếp Bảo Hoa, hỏi ông ta cô gái vừa đi ra là ai. Biết được là em gái của Nhiếp Bảo Hoa thì Triệu Công Tử liền có hứng thú, nói thẳng chỉ cần gả em gái cho anh ta thì việc hợp tác của họ chắc chắn sẽ vững bền hơn. Nhưng anh ta không biết Nhiếp Bảo Hoa là tên cuồng bảo vệ em gái nổi tiếng. Có thể là nhìn thấy sát ý trong ánh mắt của Nhiếp Bảo Hoa, Triệu Công Tử liền giải thích mình chỉ đùa thôi, rồi nói thích hợp tác với những người trọng tình trọng nghĩa như vậy, nói rồi muốn uống vài ly với Nhiếp Bảo Hoa. Nhưng Nhiếp Bảo Hoa không thèm cho anh ta mặt mũi, trực tiếp đứng lên chuẩn bị rời đi. Nhưng chưa bước ra khỏi cửa ông ta đã quay lại. Cho dù Nhiếp Bảo Hoa đã đe dọa, nhưng trong lòng Triệu Công Tử lúc này đã có một kế hoạch tà ác. Một câu nói tùy tiện của cảnh sát trưởng Tống chốc lát đã giúp cho Cố Khai Nhan tỉnh táo lại. Nhìn kiểu dáng nội y của những nạn nhân này quả thực rất có khả năng là cùng một nhà sản xuất, bởi vì không lâu trước đây cô cũng mua nội y có kiểu dáng tương tự. Nghĩ đến chuyện này, Cố Khai Nhan liền tiến hành thẩm vấn Tiết Gia Kiện. Tiết Gia Kiện lúc này đã không còn là một giáo viên yếu ớt nữa, mà đã hoàn toàn lộ ra bản tính của mình. Tiết Gia Kiện cười ra tiếng, hiển nhiên hắn ta biết các nạn nhân sẽ không báo cảnh sát vậy nên mới vô tội vạ như vậy. Thấy mình đã lỡ miệng, Tiết Gia Kiện liền giải thích mình chỉ nói bừa thôi. Nhưng cho dù có thật thì cảnh sát cũng không thể tìm thấy họ. Nghe lời thách thức của Tiết Gia Kiện, Cố Khai Nhan một lần nữa lấy mấy tấm ảnh chụp nội y của các nạn nhân ra, trêu chọc Tiết Gia Kiện cũng có gu cố định với nội y nữ đó chứ. Tiếp đó lại lấy ra một tấm ảnh nội y hắn từng mua cho bạn gái Lương Vân, mà dáng nội y này giống với bộ của nạn nhân hai hôm trước trong hẻm Bình Lương. Như vậy cũng cho thấy hai bộ nội y này là mua cùng một nhà bán. Nhưng Tiết Gia Kiện ngụy biện nói tất cả chỉ là trùng hợp. Thấy hắn ta chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Cố Khai Nhan lập tức cầm một túi mua hàng lên, bên trong túi chính là bộ nội y cô mua hai hôm trước. Khi nhìn thấy túi mua hàng, Tiết Gia Kiện cũng lập tức nhận ra Cố Khai Nhan. Hóa ra vào mấy hôm trước Cố Khai Nhan mua nội y từ tiệm bán hàng, trên đường về bị một người đàn ông mặc đồ đen theo dõi. Thấy Cố Khai Nhan đi vào con ngõ nhỏ, người mặc đồ đen liền muốn nhân cơ hội ra tay. Không ngờ vừa hay gặp phải cảnh sát tuần tra gần đó, nhờ vậy mà Cố Khai Nhan thoát được một kiếp. Sở thích của Tiết Gia Kiện quả là vô cùng biến thái. Hiển nhiên chỉ cần là những cô gái mua kiểu dáng nội y này ở cửa hàng, cho dù đối phương là cảnh sát hắn cũng không muốn buông tha. Lúc này hắn đã lộ ra nụ cười dung tục, lại không biết rằng những lời này của hắn đã hoàn toàn đẩy hắn vào vòng lao lý. Rất nhanh cảnh sát thông qua ghi chép mua bán của tiệm đã xác định được một nữ nhân viên đột ngột từ chức. Ban đầu cô còn không ngừng tìm lý do qua loa, nhưng khi Cố Khai Nhan lấy ảnh của Tiết Gia Kiện ra, cô hoàn toàn không nhịn được nữa mà rơi nước mắt. Sau đó Cố Khai Nhan hỏi cô chuyện này còn những ai đã biết, cô gái liền nói ra một người đàn ông từng đeo bám theo đuổi cô suốt, mà người này chính là con trai Hồ Phong của ông chủ tiệm nội y. Cuối cùng cô gái quyết định khởi tố Tiết Gia Kiện tội hấp diêm, thứ đợi tên xúc sinh này chính là sự trừng phạt của pháp luật. Người đàn ông tên Hồ Phong này trở thành đối tượng hiểm nghi mới của cảnh sát. Theo lời kể của nạn nhân Trương Hải Bình, trong thời gian cô làm việc Hồ Phong đã theo đuổi cô. Chuyện Tiết Gia Kiện xâm phạm cô Hồ Phong cũng biết, điểm mấu chốt nhất chính là nữ sinh đại học bị bem sắc dư ái cần thích tên Hồ Phong này. Nhờ vậy cảnh sát có suy đoán mới, chuyện khiến cho cảnh sát càng nghi ngờ Hồ Phong hơn đó là Hồ Phong là một nhà tiêu bản động thực vật nổi tiếng của thành phố này, không chỉ biết tự tay chế tác mà còn từng có tiền án buôn bán tiêu bản sống. Hiện tại bất luận là nơi gây án hay động cơ gây án, về cơ bản Hồ Phong đều có. Để khiến Hồ Phong chủ động cắn câu, cảnh sát quyết định bố trí bẫy cho anh ta.
Sau đó Cố Khai Nhan giả trang thành thư ký tìm Hồ Phong đang vẽ tranh, tiếp đó lấy lý do mua tiêu bản sống để bắt chuyện với Hồ Phong. Thấy Hồ Phong hoàn toàn không muốn đáp chuyện, Cố Khai Nhan liền lấy một xấp tiền đưa cho anh ta. Lúc này Hồ Phong cũng vô cùng cảnh giác, quả đoán vứt tiền rồi xoay người rời đi. Nhưng khi Cố Khai Nhan tưởng nhiệm vụ đã thất bại, Hồ Phong vừa đi lại quay ngược trở lại, nói muốn đến công ty của Cố Khai Nhan xem. Quả nhiên Hồ Phong rất có hứng thú với cuộc mua bán này, nhưng anh ta vẫn cần giải trừ hiềm nghi của mình với công ty này mà không biết rằng mình đã mắc câu. Rất nhanh Cố Khai Nhan đã dẫn Hồ Phong đến công ty mà cảnh sát đã sắp xếp. Lúc này tất cả các nhân viên ở đây đều là do cảnh sát giả trang. Người đóng vai ông chủ công ty chính là cảnh sát trưởng Tống. Cứ tưởng mọi thứ đã chuẩn bị hoàn hảo không chê vào đâu được, nhưng không ngờ vẫn là bị Hồ Phong cẩn thận nhìn ra khác thường. Nghe thấy lời này, cảnh sát trưởng Tống liền giải thích, gần đây đang bàn chuyện làm ăn ở sân golf, vậy nên để học chơi ông còn mời hẳn một huấn luyện viên, không ngờ luyện nhiều đến nỗi tay lên cả vết chai. Nhưng cho dù cảnh sát trưởng Tống đã giải thích như vậy, Hồ Phong vẫn không nhắc một chữ nào về chuyện tiêu bản sống, mà lại nói chuyện với cảnh sát trưởng Tống về chuyện nghệ thuật sống và hẹo. Còn chưa đợi Hồ Phong nói xong, cảnh sát trưởng Tống liền nổi hết da gà da vịt, lập tức nói mình ngày càng có hứng thú với tác phẩm của anh ta, nói muốn đến hiện trường nghệ thuật quan sát trực tiếp. Lời này khiến cho Hồ Phong dấy lên nghi ngờ. Thấy chuyện công ty giả mạo sắp bại lộ, cảnh sát trưởng Tống liền tiếp tục dàn xếp. Ông lập tức gọi hết nhân viên trong công ty vào văn phòng, tiếp đó mắng cho mỗi người một trận, chất vấn thư ký công ty mình sắp thành lập, tại sao bảng hiệu của công ty cũ vẫn còn treo bên ngoài. Cố Khai Nhan thân là thư ký cũng lập tức lấy lý do công ty có quá nhiều đơn hàng. Đợi tất cả mọi người rời đi, cảnh sát trưởng Tống lại mời Hồ Phong ngồi lên ghế. Nghe được lời này, tuy trong lòng cảnh sát trưởng Tống đang vô cùng nóng giận, nhưng để Hồ Phong giao dịch ông chỉ đành cười bày tỏ tán thành. Quả nhiên Hồ Phong buông bỏ nghi ngờ liền quyết định giao dịch, và hứa với cảnh sát trưởng Tống đợi tin tức của mình trong vòng 3 ngày. Rất nhanh trời đã tối, Hồ Phong cầm trong tay một cái tải dính tiết canh bước ra khỏi cửa nhà. Tiếp đó nhanh chóng lái chiếc xe gắn máy của mình chuẩn bị đến phòng thí nghiệm tiêu bản để tiến hành chế tác. Lại không biết rằng lúc này cảnh sát đã tiến hành theo dõi anh ta. Sau khi xác định không bị ai phát hiện, anh ta đi vào trong nhà xưởng, mà không biết rằng cảnh sát đã theo dõi mình từ lâu. Tất cả mọi người cầm súng chậm rãi tiến gần nhà xưởng. Khi đám người vệ quốc binh cẩn thận tìm kiếm vị trí của Hồ Phong, còn Hồ Phong thì mở nhạc lên, hơn nữa còn mở âm lượng mức to nhất, tiếng nhạc rock vang vọng khắp xưởng. Bọn họ nhanh chóng chạy về phía tiếng nhạc phát ra. Hồ Phong lúc này cũng đang nghe nhạc và bắt đầu chế tác. Anh ta từ từ mở túi đạo cụ dùng để chế tác tiêu bản, sau đó xếp mấy con dao đạo cụ thành hàng theo thứ tự, tựa như muốn thể hiện một màn biểu diễn nghệ thuật. Khi anh ta chuẩn bị giải phẫu con đại bàng sống, đám người vệ quốc bình vừa hay chạy tới, sau đó nhân lúc Hồ Phong không chú ý thì nhắm súng vào anh ta. Cảnh sát khác thì vây xung quanh, chớp mắt khống chế được Hồ Phong còn đang chuẩn bị hạ dao. Khi âm nhạc bị dừng lại, Hồ Phong điên cuồng liền bình tĩnh lại. Sau đó nhân viên kỹ thuật tiến hành dò xét phòng thí nghiệm. Lúc này cậu học trò chỉ vết tương cà trên đất, nói nhất định là sau khi hung thủ bêm xác xong thì dùng nước để tẩy rửa, vết tiết canh này có thể chảy xuống dưới đất. Nhưng vệ quốc bình lại cho rằng hiện tại vẫn chưa thể xác định hung thủ là Hồ Phong, bởi vì manh mối mấu chốt nhất của vụ án này là một tấm chiếu cọ dùng để làm nguội thịt. Cảnh sát nhanh chóng tiến hành thẩm vấn đối tượng tình nghi Hồ Phong. Nhìn ảnh của người bị hại Dư Ái Cần, Hồ Phong kiên định nói mình không quen. Lúc này Cố Khai Nhan nhắc đến Trần Hải Bình, sau đó cảnh sát trưởng Tống lấy ảnh của Tiết Gia Kiện hỏi anh ta có biết người này hay không. Không ngờ Hồ Phong nhìn thấy bức hình xong thì không nói gì nữa, mà lại thổi tấm ảnh của Tiết Gia Kiện xuống dưới đất để bắt Hồ Phong phải thành thật. Cố Khai Nhan muốn dùng lời nói kích thích anh ta, nói anh ta chỉ xứng trưng bày cái nghệ thuật khiến người ta buồn nôn trong đống đổ nát mà thôi. Quả nhiên lời của Cố Khai Nhan có tác dụng, nghe được có người sỉ nhục nghệ thuật của mình, Hồ Phong liền trở nên điên loạn. Thấy Hồ Phong càng nói càng kích động, cảnh sát trưởng Tống biết cứ tiếp tục như vậy thì cũng không hỏi thêm được gì, chỉ đành cho người đưa Hồ Phong ra khỏi phòng thẩm vấn. Vì những hành vi này của Hồ Phong cũng khiến Cố Khai Nhan đoán chắc hắn có vấn đề, nhưng kết quả một lần nữa vượt ngoài dự đoán của cảnh sát. Vết tương cả được phát hiện trong phòng thí nghiệm của Hồ Phong, qua xét nghiệm thì biết được đó không phải của con người. Hơn nữa kết quả xét dấu vân tay của Hồ Phong cũng hiển thị không trùng khớp với vân tay của hung thủ. Vụ án này một lần nữa rơi vào ngõ cụt. Lời của vệ quốc bình vừa dứt, điện thoại của cục cảnh sát đột ngột vang lên. Sóng này chưa xong sóng khác ập đến. Khi vụ án này còn chưa có manh mối thì nhà máy đột nhiên cháy một cách ly kỳ. Vệ quốc bình dẫn người đến hiện trường. Trận hỏa hoạn này không chỉ dẫn đến mấy chục nhà dân bị tổn hại nghiêm trọng, hơn nữa còn khiến hai người tử vong. Cục trưởng liền lệnh cho vệ quốc bình tra rõ nguyên nhân hỏa hoạn, cho nhân dân một lời giải thích. Lúc này nhân dân sống ở đó đều ồn ào nói lửa cháy hết rồi, hơn nữa khẳng định là do ông trùm xã hội đen Nhiếp Bảo Hoa làm. Do cảnh sát vẫn chưa tra rõ được nguyên nhân cụ thể, vậy nên vẫn chưa dám kết luận bừa, chỉ tạm thời an ủi những hộ dân bị tổn hại. Đúng lúc này Nhiếp Tiểu Vũ xuất hiện trong đám người. Sau khi mọi người thấy đó là em gái của Nhiếp Bảo Hoa thì đều công kích Nhiếp Tiểu Vũ. Vệ quốc bình thấy vậy thì dẫn người xông vào cứu Nhiếp Tiểu Vũ ra, bảo hộ kín cửa xe. Nhiếp Bảo Hoa bên này cũng nhận được tin tức, do chuyện xảy ra đột ngột đến Triệu công tử cũng nghi ngờ chuyện này là do Nhiếp Bảo Hoa làm, nói Nhiếp tổng đúng là nổi danh nói làm là làm, bởi vì một trong số người bị thiêu đến mất mạng.
chính là Cao Tú Liên dẫn đầu kháng nghị trong xưởng. Cộng thêm trước đây Cao Tú Liên này đã từng bị Hồ Tử là đàn em của Nhiếp Bảo Hoa bắt cóc, vậy nên chuyện Nhiếp Bảo Hoa phái người phóng hỏa chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhìn dáng vẻ tâm sự nặng nề của Nhiếp Bảo Hoa, Triệu công tử khuyên ông ta đừng hoảng, chỉ cần cảnh sát không lấy được chứng cứ, đến lúc đó tìm hai tên lâu la nhận tội thay là xong. Nhưng Nhiếp Bảo Hoa thấy chuyện này không hề đơn giản, ông ta nghi ngờ có người cố ý hãm hại mình, mà người này khẳng định là người ở cạnh ông ta. Báo cáo giám định phía cảnh sát đã có thể khẳng định vụ nhà máy đột nhiên bốc cháy không phải là do sự cố ngoài ý muốn, mà là có người cố ý phóng hỏa, do vậy tạo thành ảnh hưởng xã hội nghiêm trọng, đặc biệt là trong một khu vực thế lực xã hội đen hoàn toàn độc chiếm một phương. Bọn họ chiếm lĩnh thị trường, ỷ đông hiếp yếu, nhân dân địa phương thậm chí còn không dám nhắc tên, đều chỉ gọi ông trùm xã hội đen là chủ nhiệm. Vậy nên cấp trên quyết định vụ án phóng hỏa sẽ bắt đầu điều tra từ những người này, nhất định phải tìm được hung thủ phóng hỏa và kẻ giật dây phía sau trong thời gian ngắn nhất. Cảnh sát nhanh chóng triển khai hành động, tiến hành vây bắt những thế lực lớn nhỏ trong khu vực, tập trung xử lý một khu kinh doanh bất hợp pháp lớn, hơn chục phần tử bán thuốc tà dâm. Tiền đề điều tra vụ phóng hỏa là bảo đảm xã hội ổn định. Đối tượng hoài nghi lớn nhất của cảnh sát hiện tại chính là Nhiếp Bảo Hoa. Chuyện này dẫn đến vệ quốc bình và cảnh sát trưởng Tống nội loạn. Phụ nữ yêu đương mù quáng đáng sợ đến mức nào? Đội trưởng cảnh sát hình sự vốn dĩ đến tìm cô để tìm hiểu tình huống vụ án, không ngờ lại bị Nhiếp Tiểu Vũ coi thành buổi hẹn hò với vệ quốc bình. Nhìn ánh mắt dịu dàng của Nhiếp Tiểu Vũ, vệ quốc bình vốn dĩ muốn nói gì đó nhưng lại bị tiếng động bên cạnh làm gián đoạn. Cậu học trò lúc này hận không thể chui thẳng xuống gầm bàn. Thấy Nhiếp Tiểu Vũ như vậy, vệ quốc bình nhanh chóng dùng sắc mặt nhắc nhở cô chú ý địa điểm. Nhiếp Tiểu Vũ ý thức được điểm này thì cũng thẳng người lên, tiếp đó vô cùng đoan trang giới thiệu bản thân. Hóa ra vệ quốc bình tìm Nhiếp Tiểu Vũ là muốn nhờ cô giúp đỡ, đó chính là giúp anh điều tra tin tức về vụ phóng hỏa ở hộp đêm MGM. Anh đoán bất luận là ai giật dây phía sau thì kẻ ra tay chắc chắn đều là mấy tên đàn em thôi, nhưng mấy tên đàn em này đều giống nhau, đó chính là uống rượu xong đều thích thể hiện trước mặt phụ nữ. Trong hộp đêm MGM lại nhiều phụ nữ, chắc chắn sẽ có người lỡ miệng. Nghĩ đến việc nam thần mà cũng có việc cần mình giúp đỡ, Nhiếp Tiểu Vũ liền vô cùng vui vẻ đồng ý, trước khi đi còn hứa cứ đợi tin tức tốt của cô. Quả nhiên tin tức của Hắc Đạo luôn nhanh hơn Bạch Đạo. Nhiếp Tiểu Vũ rất nhanh đã tra được manh mối liên quan đến vụ phóng hỏa. Cô nói có một tên côn đồ tên là Hoàng Mao, từ hôm vụ phóng hỏa diễn ra thì chưa từng lộ mặt, mà bạn gái của hắn Tân Địch làm việc ở hộp đêm MGM. Có người phát hiện gần đây cô ta mua rất nhiều thuốc trị phỏng và thuốc tiêu viêm, vậy nên vụ án phóng hỏa này chắc chắn có liên quan đến Hoàng Mao. Nhị ca thấy hai người còn đang tình tứ trong cục cảnh sát thì liền nói nếu đã có đầu mối quan trọng rồi, hiện tại có phải nên đến những hiệu thuốc gần đó tra xét không? Nghe thấy lời này, vệ quốc bình liền thuận theo, lệnh cho đội 3 đi theo anh, tra rõ những ai từng mua thuốc tiêu viêm. Cảnh sát trưởng Tống thấy đội 3 có manh mối nhanh như vậy, ông là cảnh sát trưởng liền có chút gấp gáp rồi, thế là liền hỏi Nhiếp Tiểu Vũ có còn manh mối nào khác không. Nhưng Nhiếp Tiểu Vũ không muốn giúp cảnh sát trưởng Tống, nói thẳng có giỏi thì tự đi mà tra. Ông ta là ông trùm xã hội đen lớn nhất thành phố Ninh Giang, nhưng lại bị đàn em theo mình nhiều năm đổ tội. Triệu Cương vì muốn lật đổ hoàn toàn Nhiếp Bảo Hoa, không chỉ cấu kết với Bảo Lê, mà còn khiến cho nhà máy Nhiếp Bảo Hoa chuẩn bị thu mua xảy ra hỏa hoạn, để khiến phía cảnh sát đặt ánh mắt nghi ngờ về phía Nhiếp Bảo Hoa. Liền nhân lúc Nhiếp Bảo Hoa còn đang bận bù đầu, tìm Triệu công tử đang hợp tác với Nhiếp Bảo Hoa. Triệu công tử là một người làm ăn thông minh, anh ta biết rõ mục đích Triệu Cương tìm mình, nhưng chỉ cần có thể đem lại ưu thế và lợi ích cho mình thì hợp tác với ai cũng như nhau. Triệu Cương nói điểm anh ta hơn Nhiếp Bảo Hoa chính là anh ta đủ ác với người khác. Nhiếp Bảo Hoa muốn mò vàng dưới cống nước nhưng lại sợ bẩn tay mình, còn Triệu Cương thì không sợ. Sau đó ông ta hứa với Triệu công tử, trong vòng 3 ngày sẽ khiến người của nhà máy ngoan ngoãn ký tên lên hợp đồng cải cách, mà Nhiếp Bảo Hoa lúc này cũng đã tra được người phóng hỏa. Sau đó Đao Ca nói hiện tại cảnh sát cũng đang tìm Hoàng Mao, ông ta cho rằng loại người như Hoàng Mao chỉ cần cho tiền là đủ, cho dù bị bắt cũng có thể gánh được hết, vậy nên chắc chắn không thể liên lụy đến Triệu Cương. Nhiếp Bảo Hoa cũng biết ý của Đao Ca, thế là dặn dò ông ta hành sự gọn gàng một chút, nhất định không được để cảnh sát tìm được bất cứ manh mối nào. Nếu Triệu Cương dám chơi khăm ông thì cứ để hắn biết thế nào mới là sói thật sự. Đợi đến tối, cô gái cầm một túi đồ ăn đến một căn nhà nhỏ, không biết rằng lúc này mình đã bị theo dõi. Đến cửa nhà cô liền gõ cửa, người mở cửa chính là Hoàng Mao mà cảnh sát đang lùng sục. Hoàng Mao cảnh giác không yên tâm nhìn xung quanh, quả nhiên một bóng đen xuất hiện sau lưng cô gái. Hoàng Mao ý thức được nguy hiểm liền co chân chạy, người áo đen phía sau cũng đuổi gắt gao, rất nhanh đã đuổi đến ngõ cụt, nhưng Hoàng Mao thì lại không thấy đâu. Người mặc áo đen cầm dao tìm quanh đống đổ nát, lúc này Hoàng Mao đang trốn bên trong sợ đến toàn thân phát run. Nghe được giọng của người đó, Hoàng Mao biết người này nhất định là do Triệu Cương phái tới diệt khẩu mình. Anh ta nhặt một chai rượu dưới đất lên, vì giữ mạng sống liền quyết định liều một phen.
Khi người mặc áo đen chuẩn bị lấy giỏ trúc ra, Hoàng Mao lập tức xông ra chẳng chai rượu vào đầu tên đó. Tiếp đó dùng mảnh vỡ chai rượu động thủ vào ngực hắn. Người mặc áo đen quay người ra tay dứt điểm bằng một động tác. Thấy đối phương đã bị mình làm bị thương ngã dưới đất, Hoàng Mao liền đứng lên chuẩn bị chuồn đi. Lúc này cảnh sát vừa hay chạy đến. Sau đó khi cảnh sát chạy đến hiện trường thì chỉ phát hiện vết tiết canh trên mặt đất. Một bên khác người nằm trên giường bệnh đang được cấp cứu. Nhiếp Bảo Hoa lúc này cũng vô cùng âu sầu. Hóa ra người vừa truy sát Hoàng Mao chính là Đao Ca. Nhiếp Bảo Hoa không thèm để ý Triệu công tử, mà vẻ mặt vô cùng hổ thẹn nhìn Đao Ca tính mạng đang nguy kịch. Ông không hề nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này. Thiết bị đo đột ngột dừng lại, Đao Ca nằm trên giường bệnh đã không còn thở nữa. Nhiếp Bảo Hoa quả nhiên là một kẻ độc ác, vì không muốn cảnh sát tra được đến mình, ông ta cho người đem thi thể của Đao Ca đến một nơi hoang dã, tiếp đó buộc một cục sắt lên thi thể. Lúc này cô gái đang không ngừng cầu xin người đàn ông trước mặt tha cho mình. Ông ta quả nhiên đã vô cùng thất vọng với cô, không nghe lọt tai bất kỳ lời giải thích nào. Hóa ra Bảo Lê là người yêu của Nhiếp Bảo Hoa, lại không biết mà hợp tác với đàn em của ông ta, thậm chí hai người còn lén gây nên một trận hỏa hoạn, mục đích chính là muốn dồn ông ta vào đường cùng. Nhiếp Bảo Hoa biết được chuyện này thì bắt đầu trả thù. Đầu tiên ông phái sát thủ truy sát Hoàng Mao nghe lệnh Triệu Cương mà phóng hỏa, khiến Hoàng Mao hiểu lầm Triệu Cương muốn bịt đầu mối, từ đó cung cấp tên Triệu Cương cho cảnh sát. Tiếp đó bắt người phụ nữ phản bội mình đến bên hồ, cho dù cô ta khẩn cầu thế nào nhưng Nhiếp Bảo Hoa không hề tha cho cô ta. Ông ta gọi đàn em qua nói nhỏ mấy câu, đàn em liền hiểu ý của ông ta, sau đó kêu Bảo Lê đi mua bao thuốc cho Nhiếp lão đại. Cô cứ tưởng Nhiếp Bảo Hoa đã tha cho mình, thế là liền đứng lên đi mua thuốc. Nhưng vừa đi được vài bước cô mới nhớ tới nơi này là vùng ngoại ô hoang dã, làm gì có nơi nào bán thuốc. Tiếp theo thứ gì sẽ đợi cô chỉ có mình cô biết. Mà một bên khác cảnh sát tiến hành thẩm vấn hung thủ vụ án phóng hỏa Hoàng Mao. Đối mặt với những câu hỏi của cảnh sát, Hoàng Mao nói ra tên một người là Hà Dũng. Hà Dũng này chính là cánh tay trái của Triệu Cương. Có đầu mối này, Vệ Quốc Bình hạ lệnh vây bắt Hà Dũng. Triệu Cương lúc này cũng nhận được tin tức Hoàng Mao bị bắt. Hắn biết Hoàng Mao không nhịn được sẽ khai tên Hà Dũng ra. Để sự việc không liên lụy đến mình, Triệu Cương kêu Hà Dũng mau chóng dọn đồ rời khỏi Ninh Giang. Nhưng hắn còn chưa kịp hành động, đàn em đã vội vàng chạy vào. Cảnh sát nhanh chóng dẫn người đến cửa sau quán bar. Khi đang chuẩn bị vào bắt người thì sau lưng đột nhiên có pháo hoa. Sau đó một đám người đội mũ lưỡi chai, trên người mặc áo da chạy ra ngoài. Hơn nữa tên nào cũng đều mặc giống hệt Hà Dũng. Vệ Quốc Bình cho người truy bắt, nhưng nhân thủ của cảnh sát có hạn, vẫn là để một số tên thoát được. Mà Hà Dũng chạy thoát được cũng tìm được tên đàn em tiếp ứng mình, đổi một bộ đồ khác rồi tiếp tục chạy vào trong hẻm. Cảnh sát không ngừng gọi thêm viện trợ. Tất cả những tên côn đồ mặc áo da đều đã bị bắt, nhưng trong đó không có bóng dáng nào của Hà Dũng. Sau đó Vệ Quốc Bình cho người phong tỏa tất cả lối ra ở nơi này. Lùng sục Hà Dũng đang trốn trong hẻm trên diện rộng. Khi Hà Dũng không còn nơi nào để chạy nữa thì có một cô gái trong nhà vẫy tay với hắn ta. Không ngờ vừa bước vào cửa thì người phụ nữ liền dùng dao ghì lên cổ hắn. Sau đó khi cảnh sát tìm được Hà Dũng thì hắn đã bay màu trong con hẻm. Triệu công tử chỉ vì không hài lòng với người phụ nữ dưới thân liền ấn cô ta lên giường, tiếp đó không ngừng động thủ với cô ta, thậm chí còn mặc kệ tiếng kêu khóc mà kéo tóc của người phụ nữ. Sau đó nhân lúc trời tối còn đưa cô ra vùng ngoại ô không người, tiếp đó lái xe rời khỏi hiện trường, không thèm quan tâm sự sống còn của đối phương. Sau khi chiếc xe chạy đi, cô gái mới loạng choạng đứng dậy, chậm rãi nhặt túi dưới đất lên. Cô đau đớn ngồi xuống bắt đầu khóc lóc, nên không biết rằng lúc này một bóng đen xuất hiện sau lưng đang từng bước tiếp cận cô. Quả nhiên ngày hôm sau cảnh sát phát hiện một thi thể nữ ở bên hồ. Vệ Quốc Bình nhận được tin tức liền dẫn người tới hiện trường. Thi thể nữ nằm trong đám cỏ chính là cô gái hôm qua bị mờ lem. Dưới người cô còn phát hiện sấp tiền mới toanh. Sau khi pháp y giám định, mặt của cô đã bị oánh, cổ thì có vết hằn sâu. Hơn nữa gót giày có dấu vết đạp gãy, cho thấy nạn nhân trước khi hẹo đã giãy giụa vô cùng kịch liệt. Vết bùn đất trên gót giày giống hệt đất ở gần đó, chứng minh nơi này là hiện trường gây án cuối cùng. Ở hiện trường cảnh sát tìm được túi sách của cô, bên trong không chỉ có thẻ làm việc của cô mà còn có 2.000 đô tiền mặt. Cảnh sát dò xét thân phận của nạn nhân, xác nhận trước khi hẹo, nạn nhân là nhân viên của cục cung cấp điện. Vệ Quốc Bình lập tức cho người tiến hành điều tra mối quan hệ xã hội của nạn nhân, tiếp đó đưa ra vài vấn đề cần chứng thực. Đầu tiên một cô gái tại sao nửa đêm lại ngồi xe ra ngoại ô, tiếp theo 2.000 đô trên người cô là tiền của cô hay là của hung thủ. Bởi vì theo tiêu chuẩn lương của cục điện lực thì lương một tháng của nhân viên cơ bản không vượt quá 500, nhưng cô lại nửa đêm mang theo 2.000 đô mà chạy đến vùng ngoại ô hoang vu, cô có mục đích gì? Tiếp theo cảnh sát cần vây quanh mấy vấn đề này để làm việc. Lúc này ở một bên khác, Nhiếp Bảo Hoa cũng nhận được tin tức, thế là tìm Triệu công tử. Rõ ràng lúc rời đi người vẫn lành lặn, sao qua một đêm thì lại đắp chiếu rồi? Sau đó Nhiếp Bảo Hoa nói hiện tại vụ án đang nằm trong tay Vệ Quốc Bình, một khi tra đến chỗ Triệu công tử, đến lúc đó anh ta phải giải thích thế nào đây. Nhưng Triệu công tử hiển nhiên không nhận ra vấn đề của mình, nói mình không có gì để giải thích hết. Xem ra trong thế giới của Triệu công tử, chỉ cần bỏ tiền ra thì làm chuyện gì cũng đều là hợp lý. Lời vừa nói ra đến Nhiếp Bảo Hoa cũng bội phục lắc đầu. Ông nói hiện tại điều duy nhất may mắn là cảnh sát vẫn chưa tìm được manh mối.
rồi dặn dò Triệu công tử thời gian này thành thật một chút, đừng vì chút sự cố này mà làm hỏng chuyện chính của họ. Bên này báo cáo nghiệm thi của pháp y đã có, từ vết hằn trên cổ của nạn nhân cho thấy, rất có thể hung thủ là một tên thuận tay trái. Khi vệ quốc bình quan sát các vết thương khác trên người nạn nhân, một mùi trên người nạn nhân khiến cho anh chú ý. Khi anh cầm đồ của nạn nhân lên để kiểm tra, quả nhiên ngửi được một mùi thuốc lá vô cùng nồng trên đó. Tuy phụ nữ hút thuốc không hiếm, nhưng có thể có loại thuốc nồng như vậy khiến anh đoán rằng đây tuyệt đối không phải loại thuốc lá thường. Để có thể tra rõ mùi thuốc lá trên người nạn nhân là của hãng nào, vệ quốc bình liền dẫn tất cả thành viên của đội 3 góp vốn mua hết các loại thuốc lá cao cấp tiến hành kiểm tra, muốn điều tra các manh mối liên quan đến nạn nhân từ thuốc này. Cảnh này đến cục trưởng cũng không thể nhìn tiếp nữa. Sau đó cục trưởng cầm đồ của nạn nhân lên ngửi, nói mùi này rất giống mùi của xì gà. Lời này cũng đã nhắc nhở cho vệ quốc bình, nhưng khi mọi người mua đủ loại xì gà về tiến hành so sánh mùi vị thì lại xuất hiện vấn đề. Tuy có thể xác nhận mùi trên đồ của nạn nhân là xì gà, nhưng chỗ thuốc cảnh sát mua không có hãng này, mà những hãng xì gà cao cấp khách hàng thường đều sẽ có nơi cung cấp riêng, người bình thường căn bản không mua được trên thị trường. Vậy nên việc điều tra nguồn gốc xì gà lại rơi vào bế tắc, cảnh sát chỉ đành điều tra theo hướng khác. Theo lời kể của đồng nghiệp của nạn nhân Lý Tuyết Mai, khi còn sống Lý Tuyết Mai từng tham gia hoạt động của nhà văn hóa, mà hoạt động này cô nữ sinh viên bị bem sắc dư ái cần cũng từng tham gia. Vậy nên vệ quốc bình quyết định đến nhà văn hóa tìm hiểu tình huống. Dưới sự dò hỏi của cảnh sát, trưởng quản thôi của nhà văn hóa liền giới thiệu mục đích tổ chức hoạt động của họ. Bà nói người đến tham gia vũ hội đều là nam nữ độc thân của các đơn vị, mà mục đích của nhà văn hóa chính là muốn bọn họ thông qua giao lưu mà tìm hiểu lẫn nhau. Nói trắng ra thì chính là hiện trường xem mắt quy mô lớn. Kiểu vũ hội này mỗi quý đều tổ chức một lần. Sau đó trưởng quản thôi lấy danh sách những nhân viên tham gia quý trước. Khi vệ quốc bình kiểm tra danh sách những nhân viên tham gia, thì lại phát hiện số lượng nam giới báo danh nhiều hơn hẳn so với nữ giới. Vệ quốc bình ra ngoài liền nhận ra có gì đó không đúng, bởi vì trong danh sách kỳ trước anh không hề thấy tên của Lý Tuyết Mai. Nhưng đồng nghiệp của Lý Tuyết Mai lại nói hôm đó quả thật cô ấy đã tham gia hoạt động, như vậy cũng cho thấy trưởng quản thôi này đã nói dối cảnh sát. Vậy mục đích bà ta nói dối là gì? Mà đúng lúc này, vệ quốc bình quả nhiên phát hiện bóng dáng của Lý Tuyết Mai trong tấm ảnh hoạt động kỳ trước. Ban đêm, buổi vũ hội coi mắt ở nhà văn hóa vừa kết thúc, sau khi cô gái tạm biệt bạn bè thì chuẩn bị về nhà một mình. Khi cô đi trên một con đường nhỏ, sau lưng cô xuất hiện một chiếc xe chậm rãi lái về phía cô. Cô gái cảm nhận được nguy hiểm liền bước nhanh hơn. Chiếc xe thấy vậy cũng tăng tốc lái sang bên cạnh cô. Khi người lái xe mở cửa xe ra chuẩn bị ra tay, vừa hay có một chiếc xe rú còi lên đi qua. Nhờ vậy cô gái mới thoát được một kiếp. Thì ra cảnh sát đang điều tra một vụ án cô gái bị mờ lem đến mất mạng. Trước khi hẹo, nạn nhân từng tham gia một buổi vũ hội khiến cảnh sát chú ý tới. Dựa theo danh sách nhân viên tham gia vũ hội trưởng quản thôi cung cấp, cảnh sát không hề thấy tên nạn nhân Lý Tuyết Mai trong đó. Nhưng tấm ảnh vũ hội hôm đó lại xuất hiện bóng dáng của cô, cho nên cảnh sát cho rằng trưởng quản thôi đang cố giấu giếm gì đó. Sau đó vệ quốc bình lập tức tiến hành điều tra những nữ giới tham gia hoạt động. Vừa hay cô gái này chính là cháu gái của trưởng quản thôi. Cô nói với cảnh sát bởi vì số nữ giới báo danh vũ hội khá ít, vậy nên bình thường cô sẽ bỏ tiền tìm mấy cô gái thích chơi để giúp đỡ cổ vũ. Chỉ khi nào quả thực không có người thì cô mới tìm nữ sinh viên như dư ái cần. Tiếp đó hai người liền tìm cô gái này. Sau nhiều lần vệ quốc bình tra hỏi, cô gái nói ra chuyện cô đột nhiên không đến tham gia vũ hội. Cũng là do có manh mối này, vệ quốc bình cho rằng rất có khả năng hung thủ có mặt ở hiện trường vũ hội hôm đó. Cảnh sát so sánh danh sách và người trong tấm ảnh, một người đàn ông thần bí khiến cho họ chú ý, bởi vì trong danh sách không hề có tên người đàn ông này, nhưng người đó lại xuất hiện trong 3 tấm ảnh của vũ hội. Do ảnh chụp không được rõ ràng vậy nên mặt của người đàn ông vô cùng mơ hồ. Để tra rõ đây rốt cuộc là ai, vệ quốc bình quyết định lại tìm trưởng quản thôi để hỏi rõ ràng. Sau khi nhìn thấy ảnh của người đàn ông, trưởng quản thôi liền trở nên căng thẳng, rồi vội vàng nói mình không nhìn rõ dáng vẻ người này. Nhưng khi vệ quốc bình lấy 2 tấm ảnh còn lại ra, trưởng quản thôi biết không thể trốn tránh được nữa, liền vội vàng giải thích người đàn ông này là người chuẩn bị nhạc. Cuối cùng dưới sự chất vấn nghiêm khắc của vệ quốc bình, trưởng quản thôi nói ra tên người đàn ông đó. Theo lời kể của trưởng quản thôi, bà và Triệu công tử quen nhau ở quán bar. Người này không chỉ hào sảng thoải mái, hơn nữa còn thường tài trợ một số thiết bị cho nhà văn hóa. Vậy nên mỗi lần nhà văn hóa có hoạt động, Triệu công tử đều sẽ đến xem. Hơn nữa hắn ta còn nhắc trưởng quản thôi, nhất định không được nhắc đến thân phận của hắn cho bất cứ ai. Từ đó cảnh sát nhận định người này có hiểm nghi rất lớn. Sau đó vệ quốc bình hẹn Nhiếp Bảo Hoa đến quán ăn, bởi vì anh biết Nhiếp Bảo Hoa là đối tác hợp tác với Triệu công tử này, vậy nên muốn tìm hiểu chút tình huống ở chỗ ông. Nhiếp Bảo Hoa nhìn thấy tấm ảnh đã nhận ra đây là Triệu công tử. Sau đó vệ quốc bình hỏi họ quen nhau thế nào. Đối phương nói là do làm ăn, nhưng lão cáo già Nhiếp Bảo Hoa lại nói hai người không thân thiết, chỉ là trước đây từng hợp tác làm ăn thôi. Thậm chí đến tên thật của đối phương cũng không biết.
thấy Nhiếp Bảo Hoa vẫn ra vẻ chính trực ăn nói bậy bạ. Vệ Quốc Bình biết có hỏi thêm cũng chẳng có ích gì, thế là đứng lên chuẩn bị rời đi. Sau khi Vệ Quốc Bình đi, Nhiếp Bảo Hoa liền gọi điện cho Triệu công tử, người ta tìm đến cửa luôn rồi. Nhiếp Bảo Hoa nhìn dáng vẻ căng thẳng của Triệu công tử có thể nhìn ra, rất có khả năng hung thủ nhằm vào Triệu công tử. Để nhanh chóng tra ra hung thủ, ông ta quyết định dụ rắn ra khỏi hang. Đến tối, một chiếc xe trắng lại lái ra ngoại ô, tiếp đó liền mở cửa xe và đẩy một cô gái xuống. Hiển nhiên cô gái đã bị mờ lem, lúc này vẻ mặt đau khổ co ro nằm trên đất. Sau khi chiếc xe rời đi, quả nhiên sau lưng cô gái có một người mặc đồ đen xuất hiện. Khi hắn từng bước tiếp cận cô gái, giây tiếp theo tình huống liền đảo chiều. Đợi đến khi người mặc đồ đen tỉnh lại, hắn đã bị trói chặt trên bàn phẫu thuật. Không ngờ người này chính là ông chủ tiệm cơm Tưởng Quảng Thiện. Đối mặt với chất vấn của Nhiếp Bảo Hoa, Tưởng Quảng Thiện vẫn một mực im lặng. Đàn em nhìn chướng mắt liền cầm kẹp phẫu thuật lên, nhét thẳng vào miệng chuẩn bị thay răng cho ông ta. Tưởng Quảng Thiện thấy vậy liền chịu thua, nói cô gái lần trước là do lão ra tay, mục đích lão bem người chính là muốn hãm hại Triệu công tử. Nghe thấy lời này, Nhiếp Bảo Hoa liền hỏi ông ta và Triệu công tử có ân oán gì. Tưởng Quảng Thiện khóc lóc nói, vốn dĩ ông ta chỉ muốn tìm Triệu công tử đòi ít tiền thôi, kết quả đối phương không những không cho, lại còn tìm người phá nát tiệm của ông, vậy nên ông mới có ý nghĩ đi theo báo thù. Vừa hay hôm đó ông ta nhìn thấy có người đang giúp Triệu công tử bắt phụ nữ trên đường, ông ta liền lên kế hoạch rớt người giá họa. Hóa ra vụ án ở ngoại ô mấy hôm trước chính là do Tưởng Quảng Thiện làm, mục đích ông ta thủ tiêu người chính là muốn giá họa lên đầu Triệu công tử. Chính vì ánh mắt xem thường của Triệu công tử và từng lần đuổi dồn hắn vào chân tường, khiến Tưởng Quảng Thiện vốn thành thật ôm hận trong lòng, nhưng không ngờ lại trúng bẫy của Nhiếp Bảo Hoa. Dưới sự ép hỏi của Nhiếp Bảo Hoa, Tưởng Quảng Thiện liền nói ra chuyện 8 năm trước mình nhìn thấy cảnh Triệu công tử bem người. Đúng lúc này, Triệu công tử tìm đến nhà Nhiếp Bảo Hoa, chỉ thấy hắn ta lo lắng nhờ Nhiếp Bảo Hoa giúp mình xử lý một người, sau đó đưa cho ông ta một tấm ảnh, người trong ảnh chính là Tưởng Quảng Thiện. Hành vi của Triệu công tử khiến cho Nhiếp Bảo Hoa hoàn toàn tin lời của Tưởng Quảng Thiện. Để vỗ về Triệu công tử, Nhiếp Bảo Hoa lập tức giả vờ đồng ý. Nhưng Triệu công tử vừa đi, ông ta liền sắp xếp đưa Tưởng Quảng Thiện đến một căn nhà nhỏ. Tưởng Quảng Thiện bị nhốt lại không hề biết Nhiếp Bảo Hoa đang có ý đồ gì, nhưng nội tâm ông ta luôn cảm thấy bất an, đến nằm mơ cũng mơ thấy Nhiếp Bảo Hoa phái người tới sát hại mình. Giấc mơ này đánh thức ông ta. Ông biết Nhiếp Bảo Hoa vì lợi ích sớm muộn cũng sẽ giao mình cho Triệu công tử. Để giữ mạng, ông ta quyết định nghĩ cách trốn đi, mà Triệu công tử bên này vừa chơi xong còn đang nghỉ ngơi, không hề biết lúc này Tưởng Quảng Thiện đang cầm dao đi về phía hắn ta. Tiếp đó nhân lúc Triệu công tử không chú ý liền ghì dao vào cổ hắn. Đến ngày hôm sau, nhà máy lại xảy ra một vụ án hấp diêm rồi sát hại nạn nhân ngay sau đó. Vết thương chí mạng của nạn nhân chính là ở cổ. Thủ đoạn gây án và đặc trưng giống hệt như vụ án 8 năm trước. Chẳng lẽ tên ác ma 8 năm trước lại xuất hiện rồi sao? Thủ pháp gây án quen thuộc này giống hệt với vụ án Trần Sơn Hà. Vệ Quốc Bình biết cái tên ác ma đến nằm mơ anh cũng muốn bắt xuất hiện rồi. Qua pháp y điều tra và phán đoán, nạn nhân tên Vương Lâm Lâm, 28 tuổi, thời gian tử vong vào khoảng từ 2 giờ đến 4 giờ sáng. Khi hung thủ cưỡng bức còn sử dụng biện pháp an toàn, vậy nên không thể lấy được DNA còn sót lại. Do đặc trưng vụ án này tương tự với vụ bem 88 người hàng loạt, vậy nên cảnh sát quyết định cùng lúc điều tra cả hai vụ án này. Khi tất cả mọi người đang bàn luận tình tiết vụ án, nhị ca của đội 3 đột nhiên đứng lên nói, tôi xin tổ chức để Vệ Quốc Bình trở về, giao vụ án này cho cậu ấy. Vệ Quốc Bình lúc này đã bị đình chỉ, thì ra Nhiếp Bảo Hoa vì không để cho Vệ Quốc Bình điều tra Triệu công tử, thế là dùng kế nhỏ báo cáo Vệ Quốc Bình lên Ủy ban kiểm tra kỷ luật. Nguyên nhân báo cáo là đội trưởng cảnh sát hình sự Vệ Quốc Bình và xã hội đen câu kết với nhau, hơn nữa còn có quan hệ không rõ ràng với em gái ông trùm xã hội đen Nhiếp Bảo Hoa, khiến cho Vệ Quốc Bình lập tức bị đình chỉ điều tra. Mà một bên khác, Triệu công tử vội vã tìm Nhiếp Bảo Hoa, kích động nói vụ án mạng của nhà máy với họ mà nói thì đúng là cơ hội trời ban. Nhiếp Bảo Hoa lại không hiểu hắn có ý gì, bởi vì em gái Nhiếp Bảo Hoa từng suýt bị xúc than, vậy nên ông ta vô cùng hận tên hung thủ này. Nhưng Triệu công tử không cho là vậy, nói hiện tại mọi người ở nhà máy chắc chắn đang rất khủng hoảng, bởi vì bọn họ không biết tên hung thủ này có tiếp tục gây án nữa không. Khi tất cả mọi người đều không được bảo đảm an toàn, chính là thời cơ tốt nhất để họ thâu tóm nhà máy. Nhưng trọng tâm Nhiếp Bảo Hoa dường như không đặt vào việc thu mua nhà máy, để trả thù cho em gái và cho nhà máy một câu trả lời. Ông ta quyết định dựa vào chính mình để bắt hung thủ rồi hoàn toàn thâu tóm nhà máy. Triệu công tử nghe vậy thì không thoải mái. Hắn ta liền buông lời khó chịu, nói mục đích đầu tư ban đầu của hắn là vì kiếm tiền, chứ không phải chủ nghĩa nhân đạo hay ân oán cá nhân gì hết. Vì Nhiếp Bảo Hoa luôn độc hành một mình cũng hoàn toàn chọc giận Triệu công tử. Đến tối, Bảo Lê trước đây từng phản bội Nhiếp Bảo Hoa đột nhiên tìm tới. Cô yêu đội trưởng cảnh sát hình sự tròn 8 năm nhưng chưa từng nhận được lời phản hồi nào của đối phương. Chỉ bởi vì cô là em gái ruột của ông trùm xã hội đen Nhiếp Bảo Hoa, hiển nhiên lần này cô lại cược thua rồi. Người đàn ông không hề đến điểm hẹn ngã từ đường cao tốc. Chính vì cách làm vô tình này của anh không chỉ tổn thương cô gái mà còn khiến hai người âm dương xa cách. Hóa ra vào mấy hôm trước Vệ Quốc Bình bị ủy ban đình chỉ,
Để an ủi anh, Nhiếp Tiểu Vũ liền mua một chiếc máy ghi âm mới cho anh. Nhưng khi cô vô cùng vui vẻ tặng cho anh lại vô cùng lạnh lùng, bởi vì anh biết rõ mình bị đình chỉ công tác chính là do anh trai của Nhiếp Tiểu Vũ làm. Nhiếp Tiểu Vũ biết Vệ Quốc Bình làm như vậy là để tránh hiểm nghi, vậy nên cô không hề để ý. Sau đó cô nói chiều nay cô sẽ lên núi chuyển mộ cho ba mẹ, mong Vệ Quốc Bình có thể đi cùng cô. Nhưng Vệ Quốc Bình đa nghi liền đoán đây nhất định là ý của anh trai cô, mục đích là không muốn anh tiếp tục điều tra Triệu công tử, thế là anh quả quyết từ chối. Vệ Quốc Bình rất rõ ràng, nếu anh không vạch rõ giới hạn với họ Nhiếp thì anh không thể khôi phục thân phận cảnh sát, cũng không thể đích thân bắt tên ác ma báo thù cho Sơn Hà. Nghĩ đến đây, anh chỉ có thể nói những câu tổn thương Nhiếp Tiểu Vũ, nói họ chỉ là bạn bình thường, sau này đừng gặp nhau nữa. Nói xong liền đứng lên muốn rời đi, Nhiếp Tiểu Vũ đau lòng đuổi theo. Cô muốn cược một lần, cược xem Vệ Quốc Bình có thật sự yêu cô không. Và rồi cô cược thua, cô đứng đợi trên đường cao tốc tròn 4 tiếng, Vệ Quốc Bình vẫn không chịu xuất hiện trước mặt cô. Lúc này Nhiếp Tiểu Vũ đang đi trên đường rất đau lòng, Vệ Quốc Bình ở bên kia đột nhiên nhận được tin tức. Trên máy nhắn tin có viết rõ ràng rằng có người muốn làm hại họ Nhiếp. Vệ Quốc Bình nhận ra có chuyện không ổn liền gọi điện xác nhận, mà người nhận điện thoại là Tam Hòa. Vệ Quốc Bình cũng không phí lời, bảo Tam Hòa nhanh chóng xác nhận xung quanh có chiếc xe nào đi theo họ không. Sau khi biết không bị theo dõi, Vệ Quốc Bình mới yên tâm. Nhưng ngay khi điện thoại vừa cúp máy, đột nhiên một chiếc ô tô màu xám xuất hiện phía sau anh, sau đó liền tăng tốc khiến xe của Nhiếp Tiểu Vũ dừng ở bên đường. Chuyện gì thế chị dâu? Triệu Cương muốn hại Nhiếp chủ nhiệm, người ở trong xe đó. Tôi không nói rõ được, cậu mau đi xem đi. Nhưng khi Tam Hòa mở cửa xe ra, Bảo Lê lập tức rút dao ra đối phó với Tam Hòa. Nhiếp Tiểu Vũ thấy vậy lập tức chạy tới ghế lái, sau đó dứt khoát nhấn ga chạy nhanh xuống núi để trốn thoát. Bảo Lê và những người khác thấy vậy lập tức đuổi theo. Nhiếp Tiểu Vũ hoảng sợ gọi cho anh trai Nhiếp Bảo Hoa nhưng đối phương không nghe máy. Kết quả khi cô định cúp máy lại phát hiện phía trước không còn đường nào để đi, không ngờ xe lại lao thẳng xuống hồ. Lúc này cô mới cảm nhận được thế nào là tuyệt vọng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thành phố Ninh Giang có Nhiếp Bảo Hoa một tay che trời lại bị đàn em Triệu Cương của mình âm mưu tính kế. Thì ra tối hôm trước Trần Bảo Lê để lấy được lòng tín nhiệm của Nhiếp Bảo Hoa, mang thân thể bị thương tìm tới. Tuy rằng Trần Bảo Lê phản bội nhưng anh vẫn băng bó cho cô, khi biết vết thương trên người cô là do Triệu Cương gây ra. Nhiếp Bảo Hoa nhất thời không thể đè nén sự tức giận, vì thế hắn an ủi Bảo Lê khoảng thời gian này cứ ở đây, đợi anh ta từ Thượng Hải về, anh nhất định để Triệu Cương nợ huyết tương trả tương cà. Nhưng khiến anh không ngờ là, sự mềm lòng của anh với Bảo Lê suýt nữa khiến anh mất đi tính mạng. Đợi tới hôm sau, Nhiếp Bảo Hoa đang trên đường tới Thượng Hải. Kết quả phía trước có tai nạn xe chặn đường họ, tình huống đột ngột này khiến Nhiếp Bảo Hoa không ngờ tới. Lúc này người lái xe đề nghị đi một con đường trên núi. Tuy tình trạng đường không tốt nhưng cũng tốt hơn đứng ở đây. Ngay lúc Nhiếp Bảo Hoa đang do dự thì Vệ Quốc Bình gọi điện tới, nghe nói có người muốn thanh trừ mình, Nhiếp Bảo Hoa cũng ngơ người. Sau đó Vệ Quốc Bình bảo anh đỗ xe ở bãi nghỉ gần nhất, anh giờ sẽ cử người tới xác minh. Nhưng Nhiếp Bảo Hoa thân làm lão đại xã hội đen lại nghi ngờ, anh nói mình lăn lộn ở Ninh Giang nhiều năm như vậy, chỉ vì một tin nhắn đe dọa mà trốn đi, vậy thì sau anh làm ăn thế nào? Nhưng không đợi Vệ Quốc Bình nói tiếp, Nhiếp Bảo Hoa đã tắt máy, sau đó yêu cầu tài xế lái xe vào một con đường nhỏ. Không ngờ xe chạy chưa được bao xa đã bị hỏng giữa đường. Tài xế thấy vậy nhanh chóng xuống xe để kiểm tra tình hình. Điều này cũng khiến Nhiếp Bảo Hoa nhận ra có gì đó không đúng. Quả nhiên, khi trợ lý bước xuống xe đang định thúc giục thì chỉ thấy người lái xe đã biến mất. Ngay sau đó, Triệu Cương đang dẫn người xông về phía họ. Nhiếp Bảo Hoa thấy vậy lập tức chạy về phía rừng cây. Nhưng Triệu Cương đã đợi từ lâu, sao lại có thể để anh dễ dàng chạy mất như vậy? Rất nhanh Nhiếp Bảo Hoa bị đẩy xuống hố sâu. Triệu Cương thấy vậy cũng cười ác độc, đến cả ông trời cũng muốn mạng của Nhiếp Bảo Hoa, ngay cả hố chôn người cũng đào sẵn. Lúc này Nhiếp Bảo Hoa cũng hiểu được hết thảy, Bảo Lê tới tìm mình chắc chắn là do Triệu Cương bảo. Nhưng khiến anh không ngờ là người phụ nữ độc ác này không chỉ muốn mạng sống của mình, thậm chí còn muốn mạng sống của cô em gái Nhiếp Tiểu Vũ. Lúc này Nhiếp Bảo Hoa cũng biết bản thân coi như xong rồi, chỉ thấy anh đột nhiên nhắm hai mắt lại, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Mà Vệ Quốc Bình cũng đang trên đường tới, vì ở tại trạm kiểm soát không tìm thấy thông tin gì về xe của Nhiếp Bảo Hoa, Vệ Quốc Bình đoán chắc Nhiếp Bảo Hoa đã đi đường nhỏ. Quả nhiên chưa đi được bao lâu thì đã gặp xe của Nhiếp Bảo Hoa, mà người lái xe chính là Nhiếp Bảo Hoa. Sau khi xác nhận rằng không có vấn đề gì, Vệ Quốc Bình thả Nhiếp Bảo Hoa đi. Nhưng đúng lúc này hệ thống liên lạc truyền tới tin xấu, mà chiếc xe này chính là xe mà Nhiếp Tiểu Vũ lái. Anh ta là tên xã hội đen ở thành phố Ninh Giang một tay che trời, nhưng lại bị chính người phụ nữ của mình và cấp dưới tính kế hãm hại. Nếu không phải anh đã nhìn thấu tất cả từ lâu, có lẽ lúc này anh ấy đã bay màu rồi. Thì ra Triệu Cương muốn bán muối Nhiếp Bảo Hoa, mua chuộc tài xế đi theo anh nhiều năm, để tài xế cố ý đưa Nhiếp Bảo Hoa tới nơi vắng vẻ. Khi Nhiếp Bảo Hoa kịp phản ứng đã muộn rồi, nhưng khi Triệu Cương vui vẻ chuẩn bị ra tay, giây tiếp theo tình thế liền đảo ngược, chỉ thấy tiểu đệ giáng cho hắn một đòn thật mạnh vào gáy, sau đó nhanh chóng khống chế vài tên đệ của Triệu Cương. Rõ ràng đây đều là một phần trong kế hoạch của Nhiếp Bảo Hoa.
Một ánh mắt của Nhiếp Bảo Hoa, các anh em nhanh chóng nhấc Triệu Cương ném vào hố sâu, sau đó các anh em dần dần lấp đầy. Đợi tới tối, Nhiếp Bảo Hoa đem người phụ nữ phản bội mình đưa đến một ngôi nhà tồi tàn, là vì sự mềm lòng của anh hết lần này đến lần khác mới khiến cô càng thêm to gan, không chỉ muốn mạng anh, còn dám động vào em gái của anh. Biết Nhiếp Bảo Hoa là tên cuồng bảo vệ em mình, chỉ cần có người dám động vào tóc em gái anh ta, vậy kết cục của người này nhất định là bay màu. Bảo Lê và tài xế cũng bị cho vào bao tải và ném vào hố sâu. Vốn Nhiếp Bảo Hoa đã rửa tay gác kiếm, Nhiếp Bảo Hoa đã đồng ý với em gái không giết người nữa, nhưng sự biến mất của em gái khiến anh không thể không lần nữa nhấc dao lên. Mà vệ quốc bình bên này cũng không từ bỏ việc tìm kiếm Nhiếp Tiểu Vũ. Lúc này trong anh tràn đầy cảm giác tội lỗi, anh hối hận sao lúc đó không đi cùng Nhiếp Tiểu Vũ lên núi. Anh hối hận rõ ràng rất yêu nhưng chưa từng nói ra. Cứ như vậy vệ quốc bình tìm cả đêm bên hồ, cục trưởng thấy anh như vậy không thể chịu nổi. Thành thật mà nói, nhiệt độ ở hồ này rất thấp cộng thêm dòng nước chảy rất nhanh. Nếu như lúc đó Nhiếp Tiểu Vũ không được cứu ra, dù tự mình trốn thoát cũng không thể bơi vào bờ được. Khuyên vệ quốc bình phải chấp nhận hiện thực, nhưng dường như vệ quốc bình không nghe, bởi vì anh cảm thấy Nhiếp Tiểu Vũ nhất định chưa hẹo, chỉ là giờ vẫn chưa tìm thấy thôi. Thấy anh lại nhặt thiết bị lên, không quan tâm sự ngăn cản bất chấp đi về phía hồ, Triệu công tử hoàn toàn bại rồi. Hóa ra vệ quốc bình bị đình chức không hề nản lòng mà tiếp tục điều tra bí mật tin tức về Triệu công tử, bởi vì anh biết quan hệ của Nhiếp Bảo Hoa và Triệu công tử không hề bình thường. Vì thế đã đi tới hộp đêm MGM của Nhiếp Bảo Hoa nghe ngóng, nhưng người phụ trách chỉ thừa nhận Triệu công tử là khách ở đây. Đối với việc Triệu công tử oánh tiểu thư không nói gì cả, khi vệ quốc bình đề cập tới việc có thể Nhiếp Tiểu Vũ bị hại, người phụ trách đã ở bên cạnh Nhiếp tổng nhiều năm mới mở miệng. Sau đó cô đưa vệ quốc bình tới một tiệm hoa, mà bà chủ cửa hàng hoa chính là một trong số những người bị hại. Vệ quốc bình lấy ra ảnh của Triệu công tử để cô nhận dạng. Cô gái vừa nhìn đã nhận ra chính là tên khốn đã làm hại mình. Dưới sự dẫn lời của vệ quốc bình, người phụ nữ cuối cùng cũng chịu đứng ra trình báo. Có báo án của người bị hại Lị Lị, cảnh sát nhanh chóng thẩm vấn Triệu Thế Kiệt, nhưng Triệu công tử vẫn bày ra vẻ lợn bay màu không sợ nước sôi. Sau đó Cố Khai Nhan hỏi anh ta có biết một người tên Lị Lị không. Khi nghe thấy cái tên này, Triệu công tử ngơ người, nghe tên này vừa biết là một cô gái. Sau đó nói rằng bản thân chưa từng quan tâm tới tà dâm, nghe thấy bản thân bị tố tội cố ý gây thương tích, Triệu công tử không hề hoảng sợ, kêu căng bảo cảnh sát lấy ra chứng cứ, nếu như không lấy ra được chứng cứ cố ý gây thương tích, vậy anh sẽ kiện đối phương tội vu oan. Dù Lị Lị đã nói ra căn phòng đêm đó cô bị ngược đãi, nhưng Triệu công tử vẫn nhấn mạnh rằng tối đó mình uống nhiều. Ai đã vào phòng anh xảy ra chuyện gì anh ta cũng không nhớ rõ. Tuy không hỏi được cái gì có ích nhưng cảnh sát trưởng Tống chú ý đến điếu xì gà trong tay anh ta. Khi Triệu công tử đang chế nhạo cảnh sát trưởng Tống tức giận kéo chiếc khăn lụa của anh ta. Đợi Triệu công tử rời khỏi, cảnh sát trưởng Tống lập tức đem chiếc khăn dưới đất bỏ vào trong túi kín. Sau khi vệ quốc bình xác nhận thông qua mùi khói, xì gà của Triệu công tử giống mùi khói trên thi thể của Lý Tuyết Mai. Mặc dù chỉ dựa vào manh mối này chưa thể định tội Triệu công tử, nhưng điều chắc chắn là cái hẹo của Lý Tuyết Mai chắc chắn có liên quan đến Triệu Thế Kiệt. Mà Triệu công tử bước ra từ đồn cảnh sát lập tức tìm đến Nhiếp Bảo Hoa. Anh ta biết rằng hiện tại anh ta đang bị cảnh sát nhắm đến. Hắn muốn Nhiếp Bảo Hoa giúp hắn nghĩ cách, nhưng sự biến mất của em gái đã khiến Nhiếp Bảo Hoa rất lo lắng, làm gì có tâm tư quản chuyện của anh ta. Đúng lúc này trợ lý mang đến một tin tức khác, nghe thấy lời này, Triệu công tử không ngồi yên được nữa, nhanh chóng đứng dậy hỏi tìm ra ở đâu. Thấy biểu cảm không biết làm sao của Triệu công tử, Nhiếp Bảo Hoa phát giác có gì đó không đúng, thế là thăm dò hỏi Triệu công tử người này giữ hay không giữ. Không ngờ Triệu công tử lại có vẻ khác thường, nói bản thân giờ đã bị cảnh sát nhắm vào, vì vậy không muốn gây quá nhiều rắc rối. Tốt nhất là giữ người này ở bên cạnh trước đã, đợi sau này rồi tính toán sau. Không biết rằng tất cả đều là âm mưu của Triệu công tử. Tưởng Quảng Thiện lúc này đang ở một hầm tối nhìn chằm chằm người phụ nữ, mà người phụ nữ chính là Nhiếp Tiểu Vũ bị mất tích. Thì ra hôm rơi xuống nước đó Nhiếp Tiểu Vũ không hề mất mạng, mà dựa vào khát vọng sống mãnh liệt thoát ra từ kính vỡ. Nhưng khi cô dùng hết sức bò lên trên, trước mặt đột nhiên xuất hiện một người đàn ông, mà người này chính là Tưởng Quảng Thiện đã đi theo cô suốt chặng đường. Nhiếp Tiểu Vũ nhìn thấy người, cho rằng mình có thể được cứu, không biết rằng bản thân đã rơi vào tay ác ma. Đợi tới khi cô tỉnh lại liền phát hiện bị nhốt trong hầm tối tăm, mà bên này cảnh sát cũng thấy bóng của Tưởng Quảng Thiện trên TV, khiến bọn họ nghi hoặc là Tưởng Quảng Thiện thật thà lại làm việc cùng với chùm xã hội đen Nhiếp lão đại. Vệ quốc bình quyết định đích thân tới quán ăn tìm hiểu tình hình, nhưng quán ăn đã đăng tin chuyển nhượng, vì cửa không khóa vệ quốc bình bèn đi vào. Anh quan sát kỹ trong quán ăn một vòng, không hề thấy có gì khả nghi. Lúc này nắp che bể nước đã bị người ta dịch chuyển khiến anh chú ý, nhưng khi anh thấy lỗ thông gió trên đầu lại xóa tan sự nghi ngờ. Vệ quốc bình không tìm thấy người bèn rời khỏi quán ăn, không biết rằng Nhiếp Tiểu Vũ lúc này đang ở phía dưới bể nước. Lúc này Tưởng Quảng Thiện lấy trong người ra một hũ thuốc không rõ nguồn gốc, tiếp sau đó tiến lên nhét thuốc vào miệng Nhiếp Tiểu Vũ. Cuối cùng đổ nước vào miệng để cô nuốt thuốc xuống. Khi anh ta dùng băng dính để chặn miệng Nhiếp Tiểu Vũ, anh ta dường như cũng ý thức được, vì thế không thèm nghĩ mà cho cô uống thêm một miếng. Nhưng Nhiếp Tiểu Vũ thông minh không nuốt nước mà ngậm trong miệng. Đợi hắn ta rời đi, Nhiếp Tiểu Vũ lợi dụng nước trong miệng gian nan gỡ chỗ trói ra.
Tiếp sau đó từ trong túi lấy ra chiếc máy ghi âm ban đầu định đưa cho Vệ Quốc Bình, mà bên này Vệ Quốc Bình không tìm được Tưởng Quảng Thiện liền đến bệnh viện, chuẩn bị tìm hiểu tình hình từ vợ của Tưởng Quảng Thiện, Lưu Tú Nga. Theo lời kể của Lưu Tú Nga, bản thân vốn phải làm phẫu thuật, không ngờ chỉ cách đây vài ngày, chồng cô đang trên đường đến bệnh viện thì bị mấy tên lưu manh cướp mất 30 vạn tiền phẫu thuật. Tuy đã báo cảnh sát nhưng vẫn không có tin gì. Lúc này Vệ Quốc Bình cũng chú ý đến chiếc túi màu đen ở đầu giường, mà chiếc túi này giá trị rất cao. Hỏi thì biết được chiếc túi này ban đầu không thuộc về họ. Ngay cả Lưu Tú Nga cũng không biết Tưởng Quảng Thiện lấy cái túi này ở đâu. Khi Vệ Quốc Bình quan sát kỹ thấy một vết tiết canh trên dây kéo. Sau đó anh ta lập tức lấy cớ điều tra vụ việc mất tiền, đề nghị mang túi trở lại văn phòng trước. Vệ Quốc Bình tới đồn cảnh sát nơi Tưởng Quảng Thiện báo mất tiền. Sau khi xem ghi chép khiến anh rơi vào trầm tư, anh bảo lão Bao giúp anh điều tra Tưởng Quảng Thiện. Trong vài năm qua, anh ta đã đi đâu làm gì? Hóa ra chỉ mới cách đây vài đêm, Tưởng Quảng Thiện lấy 30.000 đô để phẫu thuật cho vợ. Trên đường đến bệnh viện bị chặn lại bởi một tên xã hội đen tóc đỏ. Tưởng Quảng Thiện cũng nghe ra đối phương là ma cô, thế là anh nhanh chóng xua tay từ chối. Nhưng tên này không muốn buông tay, có vẻ như đã biết Tưởng Quảng Thiện mang theo một lượng lớn tiền mặt, nói thẳng là muốn kéo thêm người cho chỗ này, chỉ cần đến hỗ trợ họ chơi bài chắc chắn có thể kiếm được tiền. Tưởng Quảng Thiện nghe lời này cũng động lòng, sau khi do dự quyết định thử vận may, không ngờ giống như lời tên kia nói. Tưởng Quảng Thiện chơi bài thắng rất nhiều, thấy thời gian cũng khá rồi, Tưởng Quảng Thiện liền cầm tiền rời đi. Nhưng vừa ra ngoài đã bị mấy tên côn đồ chặn lại. Lúc này Tưởng Quảng Thiện mới nhận ra mình đã bị lừa. Nhưng đối mặt với nhóm xã hội đen với vũ khí trên tay, anh không hề hoảng sợ. Anh không chỉ đoạt dao của đối phương mà còn ra tay với một trong số chúng. Sau khi được bọn côn đồ xác nhận bức ảnh, xác định tối đó người đã thắng được tiền và làm bọn họ bị thương chính là Tưởng Quảng Thiện. Và bác sĩ cũng giám định vết thương của tên côn đồ, điều chắc chắn là người cầm dao thuận tay trái. Đồng thời đặc điểm của tên sát nhân năm đó cũng là thuận tay trái. Những dấu hiệu đáng ngờ này tất cả đều chỉ vào Tưởng Quảng Thiện. Mà bên này khi trở thành tài xế thì Tưởng Quảng Thiện cũng trở nên cứng rắn hơn. Lúc này Tam Hỏa cũng ngơ người, trong lòng nghĩ Tưởng Quảng Thiện mới được bao ăn mấy ngày đã bắt đầu chỉ trỏ sai bảo mình. Nhưng lúc Tưởng Quảng Thiện lên xe, chiếc xe tải phía trước đã thu hút sự chú ý của Tam Hỏa. Anh chợt nhớ đến ngày anh và Nhiếp Tiểu Vũ xảy ra tai nạn, ở phía sau họ một chiếc xe tải tương tự xuất hiện. Tam Hỏa nhận ra có gì đó không ổn, lập tức báo cáo sự việc cho Nhiếp Bảo Hoa. Nhưng vì sự việc xảy ra đột ngột, anh ấy không để ý tới vẻ ngoài của tài xế và biển số xe. Đợi đến tối, đúng như dự đoán, Tưởng Quảng Thiện lại quay trở lại quán cơm, chuẩn bị tôi luyện võ công Nhiếp Tiểu Vũ dưới lòng đất. Không biết rằng Hạo Hãn ở bên ngoài đang quan sát từng hành động của anh, mà Nhiếp Tiểu Vũ lúc này đang hôn mê cũng bị Tưởng Quảng Thiện đánh thức. Tên hung thủ bem xác khiến người dân Ninh Giang hoảng sợ cuối cùng cũng lộ diện, mà mục tiêu tiếp theo của anh ta chính là em gái của lão đại xã hội đen Nhiếp Tiểu Vũ. Nhiếp Tiểu Vũ thà bay màu cũng không vâng lời, nó cũng khơi dậy khát vọng chinh phục của Tưởng Quảng Thiện. Anh ta phớt lờ sự phản kháng của Nhiếp Tiểu Vũ, lại lần nữa đem thuốc nhét vào miệng cô, để tránh Nhiếp Tiểu Vũ lại xé băng dính lần nữa. Ngược lại, hắn trực tiếp dùng băng keo dán miệng Nhiếp Tiểu Vũ lại. Trước khi đi, Tưởng Quảng Thiện còn không quên dẫm nát cuốn băng chứa những lời cuối cùng trước mặt cô. Lúc này Nhiếp Tiểu Vũ vô cùng đau đớn, cô biết mình không còn hy vọng sống. Mà lúc này Tưởng Quảng Thiện kéo bao tải ra khỏi khách sạn, hình như có gì đó nặng trĩu bên trong. Mà cảnh tượng này bị Hạo Hãn núp ở cửa nhìn thấy, chỉ thấy Tưởng Quảng Thiện cặm cụi chất bao tải lên xe. Sau đó anh ta nhanh chóng lái xe đi mất. Hạo Hãn dùng xe máy đi theo suốt chặng đường đến một khu phế tích. Tưởng Quảng Thiện không thấy ai xung quanh bỏ bao ra. Tiếp sau đó thần sắc hoảng loạn lái xe rời khỏi hiện trường. Hạo Hãn nhận ra có gì đó không ổn, lập tức gọi điện cho Nhiếp Bảo Hoa. Nhiếp Bảo Hoa nhận được tin tức lập tức đưa mọi người tới. Theo lệnh của Nhiếp Bảo Hoa, tất cả các tiểu đệ bắt đầu chia nhau ra tìm kiếm. Rất nhanh Tam Hỏa đã tìm thấy trong một căn phòng. Lúc này, trái tim của Nhiếp Bảo Hoa đã nhảy lên tận cổ họng, nhưng khi bao tải được mở ra, bên trong chứa đầy rác thải sinh hoạt. Lúc này Nhiếp Bảo Hoa mới biết họ đã bị Tưởng Quảng Thiện lừa, mà bên này Vệ Quốc Bình cũng phát hiện tất cả thông tin của Tưởng Quảng Thiện trong 8 năm này. Anh để cảnh sát điều tra phần da bên trong móng tay của nạn nhân đầu tiên vụ án 88. Chỉ cần đối ứng với Tưởng Quảng Thiện, vậy hắn chắc chắn là hung thủ thực sự của án 88. Tin tức Vệ Quốc Bình mang tới vô cùng quan trọng, cảnh sát trưởng Tống lập tức sai người đem tất cả vật chứng liên quan tới án 88 và các thông tin chỉnh lý lại. Sau đó anh phái người bí mật khống chế Tưởng Quảng Thiện. Vụ hấp diêm bem người này đã được niêm phong suốt 8 năm lại lần nữa được lật lại. Mà lúc này Cố Khai Nhan mang tới tin tức chấn động, Trần Hải Bình rút đơn kiện, hắn là một kẻ sát nhân khiến cả thành phố khiếp sợ. Ngay cả khi viên cảnh sát ngồi ngay trước mặt, hắn vẫn có thể hành động vô cùng bình tĩnh, chỉ vì hắn có tố chất tâm lý cao và năng lực phản trinh sát. Với vẻ ngoài giản dị và chân thật, dễ dàng ứng phó đối với các cuộc điều tra của cảnh sát, nhưng trăm bí mật kiểu gì cũng có sơ hở. Đội trưởng vốn muốn tìm hiểu hoàn cảnh của vợ Tưởng Quảng Thiện đang nằm viện thì vô tình nhìn thấy vết thương cà trên túi. Theo lời vợ của Tưởng Quảng Thiện, cách đây vài ngày Tưởng Quảng Thiện đã bị bọn côn đồ cướp 30 vạn tệ. Khi quay về chỉ còn chiếc túi màu đen này, mà chiếc túi đen này không phải của nhà họ. Sau khi kiểm tra chiếc túi màu đen, cảnh sát phát hiện giá chiếc túi lên tới 2.000.
mà ở bản địa không thể nào mua được. Quan trọng nữa là vết tiết canh trên đó hóa ra là của bọn côn đồ hám tiền. Điều này đủ để chứng minh lúc đó Tưởng Quảng Thiện hoàn toàn không bị cướp. Thay vào đó anh đã dùng sức của mình làm bị thương 4 tên cướp. Nếu là như vậy, anh ta muốn đóng hỏng một người quả thực là dễ dàng. Điều này cũng khiến vệ quốc Bình hoài nghi người này chính là hung thủ vụ bem người hàng loạt. Đồng thời Tưởng Quảng Thiện tới bệnh viện cũng phát hiện chiếc túi đã biến mất. Anh ta ngay lập tức bắt đầu lục lọi xung quanh trong hoảng loạn. Anh đang tìm gì thế? Anh có thấy cái túi của tôi không? Cái túi giả đó hả? Bị người ta lấy đi rồi. Ai lấy nó đi chứ? Là một cảnh sát. Lúc này Tưởng Quảng Thiện cũng nhận ra bản thân đã bị cảnh sát nhắm vào. Mặt khác cảnh sát cũng sử dụng thông tin do nạn nhân Lị Lị cung cấp, tìm thấy tài xế xe tải đã vứt cô ở nơi hoang dã. Theo lời kể của tài xế, người thuê họ là một người đàn ông tên Tam Hỏa. Mục đích là giúp hắn bắt cóc một số cô gái trẻ, sau đó đưa tới nơi mà Tam Hỏa đã giao hẹn sẵn. Chỉ cần xong chuyện thì đưa cô ra nơi hoang vu. Sau đó cảnh sát trưởng Tống ra lệnh lập tức bắt Tam Hỏa, nhưng khiến cảnh sát không ngờ tới là vào lúc tài xế bị bắt, Nhiếp Bảo Hoa đã nhận được tin tức. Để không liên lụy tới bản thân mình, anh lập tức sắp xếp để Tam Hỏa rời Ninh Giang ngay trong đêm, cũng khiến cho đội trưởng Tống không bắt được người. Nhưng để ngăn chặn nghi phạm Tưởng Quảng Thiện nhân cơ hội trốn thoát, cảnh sát trưởng Tống lấy cớ hợp tác điều tra, đưa mấy người về hết. Sau đó Cố Khai Nhan bắt đầu hỏi cung Tưởng Quảng Thiện. Trước tiên cô ấy hỏi về tình hình của Tam Hỏa, tiếp sau đó đột nhiên nhắc tới Tưởng Quảng Thiện. Thế thì tôi không biết. Thấy Tưởng Quảng Thiện giả vờ hồ đồ, Cố Khai Nhan cũng biết rằng nếu tiếp tục đặt câu hỏi sẽ không có kết quả, vì thế liền ngừng hỏi bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Tên này không dễ đối phó. Điều khiến vệ quốc Bình càng thất vọng hơn chính là kết quả so sánh giữa Tưởng Quảng Thiện và hung thủ vụ 88 không hề phù hợp, cũng chứng minh rằng hắn ta không phải tên cuồng két cổ 8 năm trước. Thì ra cảnh sát đã nhận được tin nạn nhân tố cáo Tiết Gia Kiện, Trần Hải Bình đột nhiên rút đơn, quan trọng là vẫn chưa có nguyên nhân rút án. Cuộc gọi được thực hiện từ ga xe lửa đến đồn cảnh sát, chứng minh hiện tại Trần Hải Bình đang trên đường rời khỏi Ninh Giang. Cố Khai Nhan suy đoán Trần Hải Bình chắc chắn bị đe dọa, có người đang cố tình gây áp lực cho anh ta, mục đích là đưa Tiết Gia Kiện ra ngoài càng sớm càng tốt. Vệ quốc Bình cho rằng người này rất có thể là người trong trường, vì vậy chúng ta cần tiếp tục điều tra ở trường, đặc biệt là về nữ sinh viên đại học Dư Ái Cần bị bem thành từng mảnh. Quả nhiên cảnh sát tìm ra đột phá mới trong trường học, bọn họ tìm thấy trên mạng trường cuốn tiểu thuyết được Dư Ái Cần siêu tầm, mà kỳ lạ là kể từ khi Dư Ái Cần bị sát hại, cuốn tiểu thuyết này thực sự đã ngừng cập nhật. Quan trọng là hình tượng và sở thích của nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết đều rất giống Dư Ái Cần, mà nam phản diện trong tiểu thuyết là một giáo sư phong độ ngời ngời. Từ tình tiết có thể nhận ra, giáo sư là một kẻ biến thái ra vẻ đạo mạo, điều này cũng rất phù hợp với đặc tính của Tiết Gia Kiện. Mà lúc này trong đầu vệ quốc Bình đột nhiên nhớ tới Triệu Thế Kiệt, vì anh từng thấy trên bảng thông báo của trường ảnh chụp chung của Tiết Gia Kiện và Triệu Thế Kiệt, anh cho rằng hai người nhất định có quan hệ đặc biệt. Nghĩ tới đây, cơn đau tim của vệ quốc Bình tái phát rồi đột nhiên ngất xỉu ở văn phòng. Sau đó, tác giả của cuốn tiểu thuyết đã gọi đi thẩm vấn. Lúc đầu tác giả khẳng định cuốn tiểu thuyết là tác phẩm nguyên gốc của chính anh và Dư Ái Cần chỉ là bạn qua thư của anh ấy. Nhưng dưới sự thẩm vấn liên tục của Cố Khai Nhan, tác giả cũng thừa nhận tác giả gốc của cuốn tiểu thuyết là Dư Ái Cần. Anh lợi dụng hảo cảm Dư Ái Cần dành cho mình mà ăn cắp tác phẩm của đối phương. Đây là lý do tại sao sau khi Dư Ái Cần bị sát hại, tiểu thuyết cũng ngừng cập nhật. Có manh mối của tác giả, cảnh sát tìm thấy mẫu huyết tương không có nhãn dán ở trong phòng thí nghiệm của Tiết Gia Kiện. Sau khi so sánh xác định đây là tương cà của Dư Ái Cần, cảnh sát trưởng Tống lập tức thẩm vấn Tiết Gia Kiện, hơn nữa còn thông qua nhận dạng bức ảnh Triệu Thế Kiệt, có thể chứng minh quả thực hai người quen biết nhau, bởi vì phòng thí nghiệm do Triệu Thế Kiệt quyên góp là do Tiết Gia Kiện phụ trách. Sau đó cảnh sát trưởng Tống lấy ra mẫu tiết canh không nhãn mác, nhưng Tiết Gia Kiện luôn nói bản thân không hề biết. Từ hành vi kích động của Tiết Gia Kiện có thể phán định, anh ta và Triệu Thế Kiệt có bí mật không muốn người khác biết, mà bên này Nhiếp Bảo Hoa đang nói chuyện điện thoại thuyết phục Triệu Thế Kiệt đi câu cá. Anh ta là một tay xã hội đen chuyên làm đủ mọi việc ác, nhưng lại vì em gái mà lựa chọn rửa tay gác kiếm. Nhưng có một số người không biết tử thần đang cận kề mà bắt cóc em gái anh ta, muốn lợi dụng điểm yếu để ép anh phục tùng. Thì ra mấy ngày trước Triệu công tử lấy một phần hiệp nghị liên quan tới nhà máy đến tìm Nhiếp Bảo Hoa, mà nội dung chính là chuyển đổi nhà máy thành trung tâm thương mại lớn. Điều này có nghĩa là chi phí đầu tư cũng sẽ tăng lên. Hiển nhiên là đã vượt khỏi dự toán của Nhiếp Bảo Hoa, nhưng Triệu công tử có chuẩn bị mà tới. Thành thật mà nói, Nhiếp Bảo Hoa không có khả năng chi trả nhiều tiền như vậy, nên đem một ít cổ phần chia cho anh ta trước, đợi sau này kiếm tiền có thể lấy lại. Trong lòng Triệu công tử nghĩ gì Nhiếp Bảo Hoa rất rõ, anh ta chỉ muốn thôn tính cổ phần của mình, sau đó đợi hạng mục hoàn thành thì đá anh ra ngoài. Thấy Nhiếp Bảo Hoa không mắc bẫy, Triệu công tử trực tiếp ngửa bài. Anh nói rằng nếu nhà máy muốn thay đổi bản chất sử dụng, không có quan hệ của anh ta sẽ không lấy được giấy phép phê duyệt. Không có giấy phép phê duyệt thì đất của nhà máy là một đống đất nát. Nhiếp Bảo Hoa không nghe theo anh ta, nói rằng nếu nhà máy không lấy được giấy phép, vậy anh ta sẽ cải tạo nhà máy tiếp tục gia công linh kiện, tuyệt đối không cho phép ai ở đây chỉ trỏ dạy đời. Triệu công tử bị ăn trái đắng chuẩn bị rời đi nhưng bị Nhiếp Bảo Hoa gọi lại, bảo anh ta mang đống giấy vụn này đi,
Điều mà Nhiếp Bảo Hoa không ngờ tới là cũng chính vì hành động hôm nay của mình đã hoàn toàn chọc tức Triệu công tử. Không lâu sau, Nhiếp Bảo Hoa đột nhiên nhận được một bao thư, mà bức ảnh bên trong hóa ra là em gái mất tích của anh. Nhìn tấm hình thê thảm của em gái, Nhiếp Bảo Hoa run giọng hỏi ai gửi tới. Ngay khi anh chuẩn bị cử người đi điều tra, Triệu công tử đột nhiên gọi tới. Nhiếp Bảo Hoa kìm nén cơn tức giận bảo Triệu công tử nói ra điều kiện. Điều kiện là anh ta phải ký thỏa thuận bán dự án nhà máy để đổi lấy mạng em gái. Nhiếp Bảo Hoa cúp điện thoại, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh biết nếu Triệu công tử dám làm vậy thì chắc chắn đã đạt được thỏa thuận với Tưởng Quảng Thiện. Một khi báo cảnh sát, Tiểu Vũ chắc chắn gặp nguy hiểm. Một bên là sản nghiệp bản thân vất vả gây dựng nửa đời, bên này là em gái mà mình yêu thương. Anh không hề do dự mà lựa chọn. Nhiếp Bảo Hoa có thể không phải là người tốt, nhưng anh ấy chắc chắn là một người anh tốt. Thì ra Triệu công tử có thể hành động liều lĩnh ở thành phố Ninh Giang, bởi vì anh trai của anh ta Triệu Sĩ Đạc là giám đốc ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố Ninh Giang, dựa vào quan hệ chính phủ nhiều lần giúp anh ta biến nguy thành an. Cũng vì có sự dung túng của anh trai mới khiến anh ta càng trở nên vô đạo đức, mà anh trai trở nên nóng nảy bất an như vậy bởi vì chuyện của em trai đã liên lụy tới anh ta. Thì ra từ lúc Tưởng Quảng Thiện lần đầu tiên gặp Triệu công tử để tống tiền, anh trai đã biết nội dung nói chuyện giữa hai người, bởi vì lúc đó anh vừa được bầu làm giám đốc ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố Ninh Giang. Không để những vấn đề không đáng có ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình, nhân lúc trời tối cải trang tới quán ăn của Tưởng Quảng Thiện ném một túi tiền lên bàn, nhưng không ngờ rằng lúc anh ta đi lại bị Trần Hạo Hãn uống say đụng phải. Cho tới khi em trai Triệu Thế Kiệt gây họa càng ngày càng lớn, thậm chí cảnh sát bắt đầu tìm anh để tìm hiểu tình hình của em trai. Mặc dù bề ngoài nói rằng hoàng đế vi phạm pháp luật và dân thường đều có tội như nhau, nhưng trong lòng anh đã ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Để hoàn toàn phủi sạch quan hệ với chuyện của em mình, anh quyết định thuê một sát thủ để giải quyết trước. Trần Hạo Hãn vô tình nhìn thấy bộ dáng của anh lúc đó, nhưng khi sát thủ cầm dao chuẩn bị tấn công, vừa hay bị nữ cảnh sát Cố Khai Nhan đi qua trông thấy. Sau đó đội trưởng Tống kịp thời tới, sát thủ đành vội vàng bỏ chạy. Sau khi về cục, dưới sự chất vấn nghiêm khắc của cảnh sát trưởng Tống, Trần Hạo Hãn kể hết đầu đuôi ngọn ngành chuyện của mình và Tưởng Quảng Thiện. Khi cảnh sát trưởng Tống và Cố Khai Nhan cảm thấy nghi hoặc, Trần Hạo Hãn đột nhiên chú ý tới tờ báo ở trên bàn. Sau khi trông thấy ảnh của Triệu Sĩ Đạc trên báo, anh lập tức nhận ra đã từng gặp người này. Mà bên này Tưởng Quảng Thiện nhân lúc trời tối lại tới quán ăn. Hắn lần này là theo lệnh Triệu công tử chuẩn bị đem Nhiếp Tiểu Vũ chuyển đi. Khi hắn ta chuẩn bị khóa cửa thì Vệ Quốc Bình đột nhiên xuất hiện ở cửa quán ăn. Thì ra bên phía bệnh viện vợ của Tưởng Quảng Thiện chuẩn bị phẫu thuật, nhưng tới giờ Tưởng Quảng Thiện vẫn chưa nộp viện phí. Vệ Quốc Bình cảm thấy chuyện có gì đó không đúng liền tới quán ăn. Khi hai người đang nói chuyện, tiếng báo thức trên bàn đột nhiên vang lên. Tưởng Quảng Thiện biết Nhiếp Tiểu Vũ nhốt dưới đất đã tỉnh, lại tới lúc phải cho cô uống thuốc rồi. Lúc này Nhiếp Tiểu Vũ cũng không ngừng phát ra âm thanh cầu cứu. Tưởng Quảng Thiện hoảng sợ lập tức bước tới tắt đồng hồ báo thức, rồi giải thích chuông vang lên nhắc nhở anh phải tới bệnh viện rồi. Tuy Vệ Quốc Bình nghi ngờ nhưng không nói ra được có chỗ nào không đúng, vì thế mượn lý do giúp đỡ dọn dẹp bắt đầu quan sát quán cơm. Tưởng Quảng Thiện cũng trở nên căng thẳng, không thèm nghĩ liền lấy ra một túi rác nhờ Vệ Quốc Bình vứt. Vệ đội trưởng không phát hiện ra cũng chỉ đành cầm túi rác rời đi, khiến cho Tưởng Quảng Thiện cũng cảm thấy bình tĩnh lại. Tới hôm sau, Nhiếp Bảo Hoa muốn cứu em gái tới nơi hẹn với Triệu công tử. Sau 8 năm, tên ác ma két cổ đáng sợ cuối cùng cũng xuất hiện. Thì ra lúc đó Tưởng Quảng Thiện tìm tới Triệu công tử, không hề định thủ tiêu anh ta mà muốn hợp tác với Triệu công tử. Triệu công tử cũng hứa chỉ cần Tưởng Quảng Thiện giúp mình lấy được nhà máy, sẽ cho anh một khoản tiền lớn làm thù lao. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến vụ án nữ công nhân bị hấp diêm rồi mất mạng tại nhà máy, dẫn tới công nhân ở nhà máy đều ký hợp đồng thu mua cổ phần. Vì thế mà Triệu công tử và Nhiếp Bảo Hoa thuận lợi lấy được nhà máy. Nhưng Triệu công tử không biết đủ, bởi vì cổ phần mà anh ta chiếm còn không bằng một nửa của Nhiếp Bảo Hoa. Để cổ phần hoàn toàn chuyển vào tay mình, anh ta sai Tưởng Quảng Thiện bắt cóc em gái của Nhiếp Bảo Hoa. Quả nhiên Nhiếp Bảo Hoa muốn cứu em gái, một mình cầm thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần tới gặp Triệu công tử. Nhưng Triệu công tử sao có thể đem con bài trấn áp này theo bên mình. Anh nói thẳng Nhiếp Tiểu Vũ đang bị giam lỏng trong quán cơm của Tưởng Quảng Thiện, chỉ cần giao ra thỏa thuận thì có thể tới quán cơm nhận người, nếu như không giao thì em gái anh nhất định phải mất mạng. Để nhanh chóng gặp được em, Nhiếp Bảo Hoa nhanh chóng vứt thỏa thuận ra, sau đó nhanh chóng chạy lên xe. Khi anh khởi động xe, không ngờ chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Sau đó một tiếng nổ lớn, lão đại Nhiếp Bảo Hoa cũng về trời. Bên này Tưởng Quảng Thiện đang không ngừng lắc Nhiếp Tiểu Vũ đã ngất đi. Khi nghe thấy anh trai mình đã bốc hơi rồi, Nhiếp Tiểu Vũ phút chốc trở nên suy sụp. Lúc này cô không dám tin tất cả chuyện này là thật. Nhìn thấy Nhiếp Tiểu Vũ đau đớn kêu gào, Tưởng Quảng Thiện lập tức uy hiếp. Lời của Tưởng Quảng Thiện cũng khiến Nhiếp Tiểu Vũ nhớ tới đêm mưa 8 năm trước. Lúc này cô mới nhận ra người trước mặt chính là hung thủ Mờ Lem cô năm đó. Mà Vệ Quốc Bình cũng tìm thấy máy ghi âm trong đống rác Tưởng Quảng Thiện vứt ra. Anh ngay lập tức nhận ra đây là thứ mà Nhiếp Tiểu Vũ tặng anh. Sau đó anh lập tức sửa lại đoạn băng bị hỏng. Quả nhiên lúc anh mở máy ghi âm ra, bên trong truyền ra tiếng của Nhiếp Tiểu Vũ. Khi Vệ Quốc Bình nghe thấy âm thanh quen thuộc, anh không còn kiểm soát được cảm xúc của mình. Âm thanh yếu ớt của Nhiếp Tiểu Vũ khiến anh đau lòng tới không hít thở nổi.
Đồng thời phía bên Tưởng Quảng Thiện cũng tiến hành bước xử lý cuối cùng với Nhiếp Tiểu Vũ, chỉ thấy hắn nhanh chóng lái xe chuẩn bị trốn đi, Nhị ca Mai Phục gần đó lập tức đuổi theo. Khi anh chuẩn bị thông báo tình hình, Tưởng Quảng Thiện không hề do dự mà lái xe tông anh, cũng may một lượng lớn cảnh sát tới kịp thời, Tưởng Quảng Thiện không còn đường nào đành bỏ xe chạy đi. Vệ Quốc Bình lập tức tìm thấy Nhiếp Tiểu Vũ bị đựng trong bao tải, thấy Nhiếp Tiểu Vũ không sao, bấy giờ anh mới chút bỏ được lo lắng. Con gái một mình đi đêm, đừng bao giờ nói chuyện với người lạ, bởi vì bạn sẽ không biết được giây tiếp theo hắn sẽ làm gì bạn. Khi nghe thấy cô gái do dự, hắn liền biết cơ hội của mình tới rồi. Anh nhanh chóng mời cô gái lên xe với lý do trời mưa lớn, nói rằng mình có thể đưa cô về nhà trước, thuận tiện có thể chỉ đường cho mình. Mặc dù cô gái có nghi ngờ nhưng dù sao cũng chưa từng được ngồi lên chiếc xe nào tốt như vậy, vì thế liền thoải mái đồng ý. Không biết rằng khoảnh khắc cô bước vào xe đã rơi vào bẫy của hắn. Cô gái không biết gì không ngừng nhìn trang trí trong xe, không hề chú ý tới một đôi mắt nóng rực đang nhìn mình. Nhìn khuôn mặt thanh thuần của cô gái, hắn không đè nén được con thú trong lòng mình nữa. Chỉ thấy hắn bắt đầu quan sát xung quanh, sau khi xác định không có ai đi qua, hắn đột nhiên lấy ra một cái khăn giả vờ lau nước mưa cho cô gái. Tay trên người cô cũng bắt đầu có hành động xấu xa, hắn khống chế cô lại, thuận thế lấy đồ trên xe đập mạnh lên đầu cô. Cô gái phút chốc liền ngất đi, sau khi xong chuyện hắn liền xuống xe sửa sang lại quần áo. Hắn sợ hãi quan sát xung quanh, sau đó nhìn cô gái đang hôn mê, chuẩn bị lái xe bỏ đi. Không ngờ lúc này đột nhiên cô gái chạy xuống xe, hắn thấy vậy lập tức đuổi theo. Khi hai người đuổi một lúc, cô gái vô ý đụng phải Tưởng Quảng Thiện đi qua. Triệu Thế Kiệt cũng phút chốc hoang mang, vội nói chỉ cần không truyền ra ngoài, hắn có thể đem tiền trên người đưa cho hai người. Không ngờ lúc Triệu Thế Kiệt rút tiền ra, Tưởng Quảng Thiện liền bán muối đối phương. Đây cũng là lần gặp mặt đầu tiên của Tưởng Quảng Thiện và Triệu Thế Kiệt. Sau 8 năm, sự thật về vụ án mờ lem rớt người cuối cùng cũng lộ ra. Nhưng giờ đây hung thủ Tưởng Quảng Thiện đã bị cảnh sát bắt giữ, còn Triệu Thế Kiệt lại biến mất không dấu vết. Lúc này Triệu Thế Kiệt chuẩn bị bỏ chạy đến trạm xăng, không ngờ người đổ xăng lại đổ dầu vào xe, và người này chính là Tam Hỏa, em trai của Nhiếp Bảo Hoa. Để báo thù cho lão đại và Tiểu Vũ, Tam Hỏa cầm bật lửa lên xe. Khi anh chuẩn bị cùng với Triệu Thế Kiệt đồng quy vô tận, người bên cảnh sát kịp thời tới, thấy Tam Hỏa đã mất kiểm soát, cảnh sát trưởng Tống lập tức báo tin Nhiếp Tiểu Vũ vẫn còn sống cho anh ta, và nói nếu muốn thay lão đại chăm sóc Nhiếp Tiểu Vũ, vậy thì phải ngoan ngoãn phối hợp với cảnh sát. Tam Hỏa lúc này cũng đã bình tĩnh lại. Sau đó cảnh sát thông qua so sánh vật chứng, xác nhận mô người trong ngón tay người bay màu với Triệu Thế Kiệt là đồng nhất. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Triệu Thế Kiệt không còn lời gì để bào chữa, mà Tưởng Quảng Thiện ở bên này cũng được đưa đến hiện trường để nhận dạng. Bạn có từng trông thấy ánh mắt của tội phạm bem người chưa? Trong ánh mắt của họ không hề độc ác hung dữ, mà là đầy khinh miệt và vô cảm với cuộc sống. Đối mặt với người dân mắng mỏ chửi rủa tên tội phạm, Tưởng Quảng Thiện không hề áy náy, thay vào đó là vẻ mặt đầy ghê tởm và khinh thường. Sau đó Tưởng Quảng Thiện bị đưa lên xe cảnh sát, vụ án hấp xiêm và bem người ở nhà máy đã được giải quyết. Nhưng khi phía cảnh sát tưởng rằng Tưởng Quảng Thiện sẽ thành thật thú nhận tất cả các vụ án, không ngờ anh ta lại phủ nhận cái bay màu của Trần Sơn Hà 8 năm trước có liên quan tới anh ta. Cục trưởng cho rằng không phải Tưởng Quảng Thiện muốn rửa sạch tội danh mà đang cố thị uy với cảnh sát. Hắn muốn thông qua cách này tra tấn Vệ Quốc Bình để làm rõ chi tiết hồ sơ vụ án sát hại Trần Sơn Hà 8 năm trước. Cố Khai Nhan tìm tới Nhiếp Tiểu Vũ đang nằm trên giường. Nghe thấy ác ma không chịu nhận tội, Nhiếp Tiểu Vũ biết bí mật giấu trong lòng cô 8 năm đã đến lúc tiết lộ rồi. Cô nói cô chắc chắn Tưởng Quảng Thiện chính là hung thủ, bởi vì trong tay cô có vật chứng giấu trên người Tưởng Quảng Thiện. Lời vừa nói ra đã chọc Cố Khai Nhan tức giận, chất vấn sao cô không lấy ra sớm hơn, nếu lấy ra từ sớm đã không có nhiều người bị hại như vậy, Vệ Quốc Bình cũng không bị giày vò 8 năm. Vậy vật chứng này rốt cuộc là gì? Tại sao 8 năm qua Nhiếp Tiểu Vũ không dám lấy ra? Thì ra đêm mưa 8 năm trước, Nhiếp Tiểu Vũ quả thật bị Tưởng Quảng Thiện xúc than, trong lúc giành giật cô đã lấy được một chiếc chìa khóa trên cổ của hắn, bởi vì cô biết một khi Tưởng Quảng Thiện bị bắt thì chuyện cô bị mờ lem mọi người đều sẽ biết. Cô sợ Vệ Quốc Bình sẽ ghét bỏ cô, vậy nên cô tự trách giấu chìa khóa đi. Dưới sự đồng hành của Vệ Quốc Bình, hai người lấy ra chìa khóa chôn trong chậu hoa suốt 8 năm, mà có chiếc chìa khóa này có thể chứng minh Tưởng Quảng Thiện là hung thủ sát hại Trần Sơn Hà. Sau đó cảnh sát lập tức thẩm vấn Tưởng Quảng Thiện. Đối mặt với sự chất vấn của cảnh sát Cố Khai Nhan, Tưởng Quảng Thiện vẫn không chịu khai mà đột nhiên hét tên Vệ Quốc Bình. Thấy Tưởng Quảng Thiện sắp về với các cụ tới nơi rồi vẫn cứng miệng, cục trưởng đột nhiên bước vào, mà đồ vật mà cục trưởng Cố lấy ra khiến Tưởng Quảng Thiện vẫn ôm tâm lý may mắn hoàn toàn sụp đổ. 8 năm hắn ta đã bem nhiều phụ nữ, còn cố ý sát hại một viên cảnh sát, mà nguyên nhân hắn thủ tiêu người chỉ vì vui. Có thể nói địa ngục trống rỗng, ác ma ở nhân gian. Tưởng Quảng Thiện trở nên biến thái như vậy chủ yếu vì từ nhỏ hắn đã bị người khác coi thường, thậm chí mọi người xung quanh còn gọi là chó. Đây là nguyên nhân dẫn đến quyết định trả thù xã hội của hắn. Khi hắn ra tay với người đầu tiên, hắn biết rằng cuộc đời mình đã hoàn toàn kết thúc, nhưng nó cũng khơi dậy sự phấn khích biến thái của hắn.
nhìn phụ nữ cầu xin, vùng vẫy cho tới khi ngừng thở. Cả quá trình khiến hắn cảm thấy hưng phấn, từ đó che giấu tâm lý biến thái tự ti, yếu đuối. Mà lý do mấy năm trước hắn ngừng phạm tội bởi vì vào mấy năm hắn điên cuồng gây án thì vợ hắn sảy thai 3 lần. Tới tuổi trung niên mà lại không có con, cảm thấy là do báo ứng nên Tưởng Quảng Thiện quyết định dừng tay. Không ngờ mấy năm sau lại gặp lại Triệu công tử, vốn định lợi dụng chuyện 8 năm trước để tống tiền, không ngờ lại bị Triệu Thế Kiệt sỉ nhục, cũng khiến Tưởng Quảng Thiện nhìn rõ nhân tính. Vì thế anh ta lại cầm lại con dao dính đầy tiết canh. Sau đó cục trưởng lấy một cái khóa vợ anh ta gửi cho cảnh sát, vì chiếc khóa này là vật gia truyền của gia đình, có thể mở được khóa này chính là chiếc chìa khóa mà Nhiếp Tiểu Vũ đã giấu suốt 8 năm. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Tưởng Quảng Thiện cũng chỉ có thể cúi đầu. Sau đó cục trưởng nói với anh ta, cảnh sát đã quyên góp tiền phí phẫu thuật cứu vợ hắn. Mỗi vị cảnh sát đều quyên tiền, khiến Tưởng Quảng Thiện không ngờ được là người đối xử với anh như con người lại là cảnh sát. Tưởng Quảng Thiện bị cảm hóa, hắn đã tự nguyện thú nhận mọi tội ác của mình. Tiếp sau đây chính là vụ án do Triệu Thế Kiệt gây ra. Theo Tiết Gia Kiệt ở học viện y dặn dò, anh thừa nhận là Triệu Thế Kiệt đã sai anh lấy tiết canh cho Dư Ái Cần, bởi vì nhóm máu của Dư Ái Cần rất hiếm, chỉ một trong hàng trăm ngàn người có. Mục đích của việc bêm xác là để che đậy việc buôn bán lòng phèo. Đối mặt với sự chất vấn gay gắt của cục trưởng, Triệu Thế Kiệt liền nói một câu, không chỉ tôi sợ, các người chắc hẳn cũng sợ. Tuy Triệu Thế Kiệt không khai ra kẻ đứng sau hắn là ai, nhưng sao có thể không có lộ gì được, cho dù người đứng sau có trốn sâu đến đâu, sức mạnh có lớn thế nào cũng sẽ không thoát được khỏi chế tài pháp luật đâu. Bộ phim tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập phim tiếp theo trên kênh.